Đăng ký thì được, nhưng mà cái cơ chế nào mà mình có sẵn data để từ đó mình thực hành không? Chứ bây giờ hội nhập liệu vô đâm rất là khó. Cái cũng đâu cần cái dữ liệu ta, mình sẽ coi cái dữ liệu của mình nhập ở giống như dữ liệu phát sinh đó, đó mình sẽ tự đó chủ yếu mình hiểu được hệ thống chứ không cần phải nhập cái bộ chứng từ của công ty mình đâu. Ví dụ mình chỉ cần lấy một hai bộ ra mình nhập vậy thôi á. Đâu, đặc biệt cái phần hệ sản xuất này, nếu mà mình thích mình xét trên cái khái niệm BOM, nhập chất bỏ luôn, thì mình muốn mà hoạt định thì hoạt định phải ít nhất vài cái Sản phẩm thôi, work một hai sản order, phẩm. ví dụ Dạ có đúng bao rồi. nhiêu sản phẩm, từ đó mới hoạch định nguyên liệu thì nhìn nó mới hợp lý. Rồi kết hợp giữa cả cái yếu tố là nhập hàng xuất hàng như thế nào thì nó mới thấy cái điểm mạnh của hệ thống. Đó là ý nghĩa mình thấy vậy thôi. Tại vì thông thường ở cái môi trường này á, nếu người ta cho mình thực hành á, người ta có thể là cho mình một số cái data mà mẫu chẳng hạn, như vậy thì nó sẽ dễ sử dụng hơn. Data mẫu và bên em nghĩ là mọi người sẽ ứng dụng được và với cái dữ liệu của mọi người nhập. Còn để cho anh mình đăng ký cái phi 10 tháng ở trên hệ thống Odoo á, thì thường dữ liệu nó có cái dữ liệu mẫu, như đăng ký dữ liệu mẫu nhưng là nó cũng đâu phù hợp với mình. Người ta tự mình đưa ra dữ liệu của mình mới phù hợp chứ, bởi vì nó vô số ngành nghề làm sao biết được phù hợp. Ví dụ ông mình đang phù hợp ngành này, có người phù hợp ngành kia, có người phù hợp ngành nọ, thì làm sao dữ liệu nào và phù hợp được, cũng Thì khó nếu với như mọi mà người. có một cơ chế nào mà import sẵn theo từng ngành nghề á, thì lúc đó nó sẽ luôn luôn có một cái sample, và từ đó người ta theo và follow theo nó thì có cái nhìn toàn cục hơn á. Đó là ý của mình vậy thôi, chứ còn về bản chất của này thì giờ nó không có. Nó không cả. Mình phải tự tài dữ liệu. Ok, chỉ yếu là giao lưu mọi người. Thì để em share cái màn hình của em đây. Dạ, mọi người nhìn được cái màn hình chưa? Được rồi ạ. Dạ. Nghĩa là hôm nay là mình bắt đầu luôn nha mọi người. Hôm nay mình đang ở buổi thứ tư trong 8 buổi. Thì buổi này mình đang thuộc cái phần kho vận. Thì nội dung kho vận của mình hôm nay là mình sẽ nói về cái hàng của cái phần kho, cách thiết lập kho và các địa điểm, mình đã điều chỉnh số liệu của bên kho là thao tác, và mình sẽ chuyển kho nội bộ giữa các vị trí trong kho và giữa các kho với nhau. Sau đó mình kiểm kê kho và cái nói về như thời gian nữa nói về cái phần là tồn kho an toàn. À, mọi người sẽ nắm được phần này thì cũng giống như cái hôm trước, thì nói chung mình sẽ trình bày đến cái phần này đang gom này cái nhóm này đó, mình mọi người nói cùng mới trao đổi, thì do mỗi một anh chị sẽ có một cái ngành nghề, có một cái đơn vị khác nhau, thì mình cùng nhau và chia sẻ để mọi người cùng nhau học hỏi và trao đổi được cái nghiệp vụ của trên hệ thống. Bây giờ mình sẽ bắt đầu như nha mọi người. Thì đầu tiên là trên hệ thống mình cũng là cái hệ thống cũ của mình là bên này. Thì đầu tiên là để mình có thể dùng được. Để mình dùng được cái phần kho, thì đầu tiên mọi người đã cài cái inventory. Thì giả sử là mọi người cài xong rồi, mọi người cài ở trong cái app này này. Rồi, mình giả sử mình cài xong. Thì cái phần này đơn giản nên mình không có động vô nha mọi người. Thì đầu tiên là mình sẽ coi được cái tổng quan của cái hệ thống của cái phần kho. Thì trước tiên mình sẽ vô cái phần cái cấu hình. Đa số mỗi một module nó có một cái gì, một là cấu hình. Mọi người vẫn nghe rõ đúng không ạ? Nó có một cái mục là cấu hình, mình vô để tùy theo và mình dùng cái phần nào, tùy theo mỗi một đơn vị, tùy theo cái ngành nghề của mình là mình sẽ cấu hình sao phù hợp. Thì ở trong này mình chỉ giới thiệu sơ qua về cái phần là các thao tác của trên cho hệ thống, ví dụ là nó có cái QC, nó có cái cảnh báo, nó có cái bắt kịp, nghĩa là đưa các cái sản phẩm lên một cái pallet là đóng gói đó. Tức là cái gói này nó không phải là đóng trong một cái thùng mà mình đóng lại. Cái thứ hai là cái phần về cái barcode, thì nó có ứng dụng là cái mã barcode cho mình, tùy theo mình dùng cái chuẩn nào, ví dụ là EN13 hay là gì
code 128 gì đó hay là 39 gì đó, tùy tùy thêm mình dùng. Và liên quan là khi cái phần là pin, nghĩa là khi mình giải xuất kho xong thì nó sẽ cảnh báo mình email hay là một cái tin nhắn DNS, tùy theo mình có họp trước cái một đơn vị thứ ba nữa, có hình nếu là FMS này. Còn mình có kết nối được những cái đơn vị giao hàng thì đây là những cái phần liên quan về gì, kết nối shipping. Và liên quan vào cái sản phẩm thì cái phần final nhìn như cái sale mình vẫn có nói rồi, về đơn vị tính mình nói đa số cái phần. Chút nữa mình sẽ trình bày một cái sản phẩm là mình sẽ dùng đơn vị là kỳ trước mọi người cũng là mua lon mình nhận thùng như thế nào, và hiện giờ liên quan về những cái sản phẩm mà mình liên quan solo và SEO thì mình sẽ check vào này để theo dõi. Và liên quan về những cái phần là cái landing cost, nghĩa là giống như mình mua một cái máy mình có thuê cái xe vận chuyển nữa thì mình sẽ không bỏ cái chi phí vận chuyển này như thế nào. Và liên quan vào kho warehouse thì ở trong này dùng là warehouse gì gọi là kho thì nó sẽ là gì, mình dùng nhiều kho hay cách lưu trữ là hiện giờ giữa các vị trí trong kho. Và ở liên quan cái bằng lead time của bên sale và bên về gì mua hàng thì cái phần này nó hơi nâng cao một chút, thì mình sẽ tập trung duy nhất là cái phần là gì, warehouse này là một. Cái phần thứ hai là mình sẽ liên quan cái đơn vị tính. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào trên trên cái phần này là mình đã được check vào. Cái thứ nhất đây là vô trong cái module là cái kho, thì đầu tiên là về overview nó sẽ cho mình xem được cái màn hình tất cả các kho. Thì để trên đây là cái menu các cái thao tác tùy theo là chuyển kho hay bổ sung hay là cái kiểm kê kho hay là cái hàng bị lỗi hoặc hàng ráp á, là đây có rằng nghĩa là khi mình phân bổ là khi điều chỉnh thì mình có chạy cho kênh, tức là lên một cái lịch để nó chạy cái lịch thông thường, cái lịch nó sẽ ngay tại 3 giờ sáng mình có hình là bây giờ 5 giờ sáng gì đó, một cái giờ khách định mình muốn chạy cái lịch này mình chạy liền cái manual này. Còn đây là và cái phần sản phẩm thì hai cái phần này mình sẽ nắm về solo là SEO đến nằm ở trong này, mình sẽ coi được cái thông tin của từng lô. Và liên quan đây là những cái báo cáo của bên cái phần kho, và ở đây là những cái phần là mình sẽ có hình. Thì trước tiên mình sẽ coi được ở trong trong hệ thống mình có bao nhiêu kho mình sẽ gì tạo, thì đó gọi là cái warehouse. Mặc định thì cái warehouse khi mình có hệ thống sinh ra nó sẽ có một cái warehouse chính này, thì mình có đặt lại một cái tên cho nó, bất kỳ một cái warehouse nào mình sẽ có thứ nhất là cái tên, hai là cái ký hiệu, cái ba là cái địa chỉ, tùy theo mình sẽ có loại là gì income, tức là gì hiện nhật khi mình nhập vào hay là gì xuất xuất, xuất ra, thì mình mặc định nó đang là gọi một bước, nếu mình có hình là 2 bước hoặc có hình là gì 3 bước thì tùy tùy theo vào cái mô hình của mình là mình sẽ chọn cái tương ứng. Thì ở trong cái cơ bản này mình sẽ nói vào cái phần chỉ là 1 bước, và tùy theo cái cấu hình nó group này nó sẽ theo cái kho đến như nào. Thì ở đây là thông tin của một cái thức của warehouse, thì đây là cái mặt định, ví dụ mình sẽ có một cái kho Hà Nội, bây giờ mình tạo thêm một cái kho của là cái kho Cần Thơ thì mình sẽ như nào, thì nghĩ gì trai mình kho là cái gì. Rồi rồi cái địa chỉ gì đó mình có thể gõ một cái địa chỉ vô, thì rồi mình sẽ một kho là mình lưu lại. Về cái warehouse thì mọi người dễ hình dung rồi, ở trong này warehouse này có thể nó tồn tại 2 nghĩa. Nghĩa thứ nhất là nghĩa vật lý, nghĩa là mình có một cái kho bình thường, một cái warehouse, một cái kho bình thường, và cái nghĩa theo nghĩa logic mình có thể tạo thêm những cái kho ảo ở trên hệ thống này để mình sẽ quản lý tùy theo cái nghiệp vụ của công ty mình, tức là nó sẽ rộng cái phần này. Cái thứ hai sau mình có warehouse xong là mình sẽ tiến hành là gì location, gọi là những cái vị trí trong một cái kho. Thì ở trong một cái location này nó sẽ có những cái thuộc tính như sau. Cái thứ nhất đây là tên của một cái vị trí, đây là vị trí này nó được nó nằm ở trong vị trí nào, ở trong này đa số mình tập trung cái chính, đây là những cái loại vị trí,
Vị trí thứ nhất, nếu mà vị trí là khi là mình mua hàng thì đó gọi là vị trí vendor, nghĩa là khi mình nhập hàng thì nó sẽ chuyển từ vị trí vendor vào trong kho mình. Còn cái view mặc định tất cả nó có một cái view nên nó sẽ không có từ stock hay là vị trí gì đó ở cái mặc định cái cấu trúc. Internal location nghĩa là cái vị trí là nằm ở trong kho hay gọi là cái kệ hay là cái khu cũng được, mình dùng cái kiểu nào. Còn customer nghĩa là cũng là vị trí của khách hàng, nghĩa là khi mình xuất bán thì nó sẽ chuyển từ vị trí của cái kho của mình đến vị trí của khách hàng, thì có gọi là gì, vị trí khách hàng này. Còn inventory load tức là những vị trí load mất cái hàng ráp. Còn liên quan với cái sản xuất thì nó gọi là production. Và transit thì tức là khi mình chuyển, ví dụ là chuyển từ kho Hồ Chí Minh mình đi kho Hà Nội đi, thì lúc này thực sự mình mất 2 ngày, nếu đi trên cái đường bộ 2 ngày thì lúc này ví dụ hôm nay chuyển thì nó sẽ qua một cái gọi trung gian, tức là hàng đang đi đường á, mọi người gọi là hàng đang đi đường, thì 2 ngày sau thì hàng bắt đầu nó mới nhập vào trong kho của gì, Hà Nội. Rồi nếu mình đã đóng dấu là vị trí trả về hay vị trí hàng ráp, và tùy theo cái số lô nó sẽ gì chọn cái, nếu mà liên quan với lô những trước. Còn cái ngày đại diện như là mình sẽ dịch thiết lập được cái ngày sinh là ngày chờ ở trong này, thì mình sẽ tập trung chính và cái phần là gì, vị trí và ở trong này cái phần kho của Odoo là phần rộng nhất, và đa số mình sẽ qua cái phần này, mình sẽ đi giới thiệu cái đa số gọi là căn bản basic của cái Odoo thôi. Rồi bây giờ mình sẽ tạo một cái kho, hồi nãy mình đã tạo một cái kho Cần Thơ, bây giờ mình sẽ tạo các vị trí. Thứ nhất mình ở đây giờ của A. Rồi thì mình sẽ chọn một cái kho kho Cần Thơ của hồi nãy mình tạo rồi ta. Mọi người chờ chút, chắc hồi nãy mình gõ nhầm cái từ gì. Rồi ra mình gõ nhầm cái ký hiệu của nó. Rồi mình sẽ vô lại location, mình tạo lại. Ví dụ vào khu A. Rồi mình nằm trong vị trí của gia gì, coi Cần Thơ. Rồi tiếp một cái gọi là khu gì, khu B của gì Cần Thơ. Rồi trong đó mình có một cái khu A, ví dụ A101, đây là những cái ký hiệu mà mình sẽ gì của khu A. Tương tự mình sẽ tạo tiếp một cái vị trí là gì, A102. Mình đây là chỉ là cái cách thiết lập cho mình và cái khu ở trong này. Ở trong này nó có một cái phần, cái hay của nó là cái phần barcode mặc định. Mỗi một cái kho nó có một vị trí, nghĩa là trên một cái kệ của mình nó có cái, mình gọi là A102, mình có thể in theo cái mã barcode của A102 để khi mình có máy mã vạch cũng quét được cái vị trí này, mình quét cái mã vạch này, và muốn in cái mã vạch này mình dán tại đúng cái vị trí của A102, mình có thể đặt cái này là mình gì, in ra cái vị trí, thì lúc này hệ thống nó sẽ in cho mình cái mã, cái barcode là mình sẽ dán cái này vô lên vị trí, mình có máy quét mình sẽ quét biết được ta là đang vị trí nào, và cái phần barcode này ở đây. Rồi thì về cái vị trí này xong là coi như mình sẽ chức được trong một khoảng kho có nhiều cái khu, trong khoảng khu có nhiều cái kệ, và trong mỗi một cái kho nó có liên quan kệ tùy theo cái cách tổ chức của mình, tùy theo vị trí trong kho là mình sẽ tổ chức cho phù hợp. Thì mình sẽ ra ngoài, thì lúc này trên màn hình nó sẽ có bao nhiêu kho, mình có thể hiện như mặc định, mọi người sẽ nhìn như này, mỗi một cái kho cái nhận giao mình có thể group group theo về gì, warehouse, thì mình có dùng cái cách là lưu cái trạng thái này chỉ để thằng sau, ví dụ lưu này mình bỏ đi, mình lưu lại mình dùng mặc định luôn, thì lần sau mình sẽ chọn, chỉ cần chọn này từ rồi nó sẽ cho mình coi được từng cái kho, cái warehouse như này, mỗi một cái kho nó có cái nhận này, khi nhập kho, khi chuyển kho, khi giao hàng, khi hàng trả, khi sản xuất và liên quan vào gì, bot tức là gì, điểm bán lẻ. Thì đây là cái cổng quan của cái phần kho. Bây giờ cái phần kho mình muốn trao đổi mọi người coi cái cách tổ chức của Odoo, mọi người thấy nó như nào, thì chắc mình dành khoảng 5 phút nha để mọi người mình trao đổi về cái warehouse. Vậy mọi người thấy cái cách tổ chức này nó phù hợp với nhiều so với những đơn vị của mình không ạ? Cho mình hỏi là tại vì ở đây mình thấy là ví dụ như kho A nó có cái location A101 201 vừa rồi tạo á, Dạ. 102, thì khi mình
đưa hàng vào kho là mình chọn về cái cấp nhỏ nhất hay là chọn cấp trên? Về cái nào nó hiện ra trong cái việc mà mình có vào kho? Mình chọn cái nào nó sẽ lưu cho mình cái khu đó, thì chút nữa mình sẽ chỉ, mình sẽ coi nó sẽ chọn ra mình cái vị trí của mình. Tức là mình vẫn xuất vào kho A vẫn được, hoặc Dạ là đúng mình xuất rồi, vào đúng rồi, A101 cũng được. đúng, dạ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ồ, ok, hiểu rồi. Lúc này trong cái kho A thì gọi là cái khu khu này anh, cái gọi stock này. Rồi trong đó kệ mình từ chỗ này mình chuyển theo kệ kệ nào đó, nếu mà mình không ấy kệ thì giống như lần đầu tiên mình làm á, thì mình đã có chỉ cái dòng đầu tiên những ngày trước mình làm á, thì chỉ có một cái quay stop này, mình chỉ có một dòng này thôi. Cái vị trí này người ta có giới hạn là mình cấp độ là chỉ được khoảng bao nhiêu cấp không? Chẳng hạn 4 cấp hay 5 cấp thôi hay Em là thấy chỉ được nó mà không giới hạn, à và nó có quy định hết, không biết tại hoài nó chưa giờ thấy giới hạn nhiều cấp, cái thì đa này mình số mình có cũng dạ ừ, cái này nghe. mình có thể là mặc định được là hàng là ở cái khu vực đấy là chỉ được chứa hàng nào, hoặc là chứa được nhiều hàng, hoặc là cái khu vực hàng đấy là chỉ được chuyển thôi không được bán hay gì gì không ạ? Hiện giờ mình có thể thiết lập được là khi hàng ở đến ví dụ cái kho của Cần Thơ, thì nếu mặt hàng đó hay nhóm hàng đó đó tự động nó sẽ chuyển cho đến một cái khu nào hay vị trí nào thì được. Còn cái câu là và tại vị trí này mình có thiết lập là đúng là chỉ được đưa vô mặt hàng A, B là bán mặt hàng A, B, thì nó không có một cái nào quy định cái đó. Vâng. À, mình chỉ là định nghĩa được mặt hàng nhóm hàng này khi nó đến cái kho này tự động nó di chuyển cho mình đến A102 cho mình, nó có cái công cụ đó. Anh Nghĩa cho em hỏi với ạ, với trường hợp mà kho này có hai người quản lý kho trở lên thì có phân quyền sử dụng cho từng kho được không anh? Dạ được bình thường, bởi vì về cái quyền của Odo rất là rộng, nó hơi phức tạp, nói chung là mình sẽ phân theo từng cái quyền là can thiệp hơi thôi sâu chút, là kho A là thuộc cái người A và thuộc kho A, gọi thuộc kho A, còn kho B là thuộc kho B được Mình phân quyền ở trong cái như buổi hôm trước vậy ạ? không, nó phân quyền ở trong cái admin nó hơi phức tạp chút ở trong cái setting này. Em thấy trong phần setting này nó chỉ phân quyền được cho cái người sử dụng và người quản trị thôi mà anh, Bởi, là bởi không? vì cái đó là ba cái quyền đó thì là cơ bản thôi, tại vì khi mình sau hơn là được nó không được cái phần đó Thế có nghĩa đa là nó số. thành Đúng rồi, customize hả anh? đúng rồi, nếu còn những cái quyền kia nó đơn giản lắm. À, vâng, em cảm ơn. Rồi chắc cái phần này nó cũng đa số cũng nhiều nơi cũng na ná nhau nha, mình sẽ đi tiếp cho mọi người. Liên quan về cái phần đơn vị tính, bây giờ thì trước giao cũng trên cái phần trao đổi cái phần bán hàng mua hàng, mình cũng sẽ gặp cái bài toán là cùng một cái sản phẩm quy đổi, bây giờ mình sẽ làm một cái sản phẩm quy đổi, mình mượn cái phần nhập kho một chút xíu để mình nhập kho vô, là mình sẽ nhập kho trên hệ thống như thế nào. Mình sẽ tạo đơn vị tính nhưng đơn vị tính đây là mình sẽ tự đặt ví dụ đơn vị tính nhỏ nhất của mình là gì, lon mình dùng đây là lốp, không biết lốp thường bây giờ lốp 6 Ủa, cho hỏi cho em, mọi người có thấy trên màn hình có hai cái vạch đỏ không nhỉ? lon. Ừ Em có thấy. hiện sao quý vị có, em không hiểu, mọi người cũng bị này đúng không ạ? Đúng rồi. Không biết mọi người biết sao bị Chắc ai với anh là lấy cái rẻ lau lau đi anh ơi. không, không phải đâu, cái kính là này là Cái này ai vẽ trên Zoom đấy anh ạ, chứ không phải là trên cái rẻ lau đâu. nói chung cả mình sẽ thì cái phần này lắp ví dụ này nó lớn hơn này, ví dụ là lớn hơn gì 6 lon. Rồi bây giờ mình gọi là thùng 24. Rồi mình chạy cho ba đơn vị tính năm này 24. Anh ơi, nhân tiện cái chỗ này của em hỏi một tí được không? Dạ anh nói.
Em ví dụ như là cái chai bia ấy thì là nó có lon với cả cái chai, về bản chất cái lon cái chai thì nó tương tự nhau, nó ngang nhau chứ nó không phải nhỏ hơn hoặc bằng hơn hay nhân gốc. Thì trong cái này thì mình tạo thì sẽ là chọn nó là cái gì nhỉ? Anh chờ chút em tạo này xong em sẽ nói cái phần đó cho nha. Nó có cái Vâng. Nghĩa là hiện giờ mình sẽ áp dụng vào cái phần là cái đơn vị này chắc mọi người cũng đã nắm rồi, là do mình đơn vị nhất là nhỏ là lon, và hiện giờ lốc mình dùng là 6 lon và thùng là 24 lon, thì mình có thể mình đưa những cái mặt hàng liên quan vào Coca này vào trong cái nhóm đơn vị tính của Coca. Thì có một anh kia là nếu những cái đơn vị thực sự thùng chai cái gì đó đó những là một cái đơn vị, thì thật sự là mình cũng đang dùng cái cách như này của anh này, cái bộ đó nó liên quan hết, mình có thể mặc định chọn cái lớn hay nhỏ là cùng hệ số là 1, thì lúc này mình có thể dùng danh sách được các cái đơn vị tính là cái câu vừa rồi của anh nào hỏi đó nha anh ơi. Và cái cứ chọn small hay big cũng không quan Cái trọng, quan đúng trọng là rồi, tại cái vì một kia hệ là số được mạng đúng 1 nó không liên quan, tại vì thực sự không? nó là bản chất nó không liên quan, nói chung vậy á, mình nói là một cái nhóm đơn vị tính thôi. Rồi cảm ơn anh. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành về cái đơn vị tính, thì mình sẽ tiến hành mà mình sẽ gì? Một cái mê mặt hàng. Rồi, bây giờ hàng này là mình sẽ cho cái đơn vị tính của mình là gì? Lon. Và cái đơn vị tính mình mua là gì? Thùng. Rồi. Do cái mặt hàng này thường nó sẽ không có cái solo là mình để mình vận dụng mình làm cho mọi người luôn, để làm trước cái phần này. Và lúc này cái nhóm vì hôm nay bị hai mắt đỏ như hơi kỳ kỳ, mọi người ráng như vậy à. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình mua cái hàng, mình sẽ coi ở trong này đang tồn kho như thế nào, thì mình sẽ làm gì. Nhưng mà mình thứ nhất mình sẽ mua trên cái kho này, hiện giờ mình sẽ không thấy được cái mặt hàng cái Coca nhông có, mình sẽ là gì tiến hành là gì mua hàng. Rồi bây giờ cái phần là gì mua hàng, mình sẽ mua bất kỳ một nhà cung cấp nào nha, mình sẽ tập trung là cái nhập kho thôi nha mọi người. Ok đây. Thì giả sử mình sẽ nhập cho là 10 thùng, một thùng 24 lon, thì cái giá dụng một thùng Coca giờ mình cũng không biết bao nhiêu tiền, 150.000 đi. Rồi khỏi còn về, rồi sau đó gì lưu lại các thông tin khác mình không quan tâm nha, mình sẽ quan tâm cái nhập kho của mình. Rồi bây giờ thông thường mình sẽ nhập cấp kho như này, nhưng mà bộ phận kho trong thường họ sẽ thấy như thế nào, họ sẽ thấy có một cái màn hình trong cái phần kho của họ, sẽ có một cái màn hình trên cái kho này nó có một cái gì cái ship, nó có 4 cái đang chờ nhận ra, là mình sẽ coi 4 cái này, là mình sẽ coi có một cái mặt hàng trong hôm nay là cái mặt hàng gì, cái phí là gì 30 này. Thì lúc này nó không phải là 42, mọi người chờ chút mình coi hồi nãy mình đã nhập nhầm cái gì không. 10 thùng, một thùng 24 lon, đơn vị tính. Mọi người chờ chút vào cái này, cái lon nó đúng của nó không? Đúng rồi. Đi đây. Mọi người chờ kiểm tra nha, coi có bị nhầm gì trong này không. Coca đứng dậy, cái lon đứng dậy, nhưng mà đó đứng dậy. Tại cho giao diện hồ bằng tiếng Anh không? Một Hình như anh để sermon cho nên nó nhỏ đi. Tai á. Nói chung nó ra cái lạ là mình biết nó có nãy mình chọn lộn mà hai bữa. Một lớn hơn à gì 6 24 đây.
Rồi. Cái phiếu vừa rồi là mình gì? Quỹ 30024. Mình sẽ quỹ cái phiếu này để mình nhập cái phiếu khác. Rồi, mình có thể chuyển về cái nháp mình nhập lại một số đi, mình cho nó nhận lại hệ thống. Ok. Nhập 10 thùng. 1 thùng 24 giá 150. Tại diện gì? Confirm. Rồi. Mình reset lại. Thì mình sẽ có cái phiếu vô là mình sẽ nhập vô cái số lon là 31. Đây là nó phải ra được 240, do hôm nãy chắc mà mình chọn cái nhầm cái phiếu đó. Thì nó sẽ ra cho mình cái đơn vị của nó là gì, 24 lon. Thì tùy theo mình có thể nhập một lần là nhiều hay ít gì đó, mình sẽ nhận bao nhiêu đó là gì, ví dụ là gì, số lượng 24. Còn trong hộp giả sử nó ra 120 lon, 240 là 48 đi, ví dụ mình đã giao 248 lon hoặc mình chọn lại thùng, thì lúc này đó thì nó sẽ tạo cho mình một cái đề nghị là gì, tạo nhân dở thì mình sẽ làm cái phần này. Ví dụ những lần trước mình đã tạo cái đầy đủ rồi, mình sẽ tạo lại, mình sẽ hiện giờ mình sẽ nhận gì, mới 48 lon và gì pha đét. Thì lúc này nó sẽ báo cho mình là gì, anh muốn tạo vào một cái đơn hàng giản dở không, thì mình muốn cái phiếu là nhập hai lần, lần thứ nhất là 48, lần thứ hai là số lượng còn lại, thì mình sẽ tạo vào gì, một cái back order. Đó. Thì lúc này mình sẽ coi trong kho mình có tồn kho của mình là gì, Coca nó đã tồn cho mình chưa, Coca kho, thì mình sẽ coi được cái tồn kho của cái Coca. Đây, là mình sẽ có được trong kho này là gì, 48 lon. Thì về cái bóc cái tồn kho này mình sẽ coi như này, thứ nhất cái filter mình sẽ lọc, ví dụ on hand là hiện giờ mình tập trung này là đây là cái vị trí là gì, tồn kho, vị trí nội bộ, là mình có thể nhóm theo vị trí là location này là tức là những cái địa điểm là trong cái kho, là mình sẽ coi có bao nhiêu kho trong kho này, có bao nhiêu cái gì, nhóm theo sản phẩm. Và mình có thể lập theo cái sản phẩm tại chỗ này. Rồi, thì về đây là mở ra liên quan về kho, thì bộ phận kho sẽ đứng ở cái màn hình này. Mình sẽ coi có bao nhiêu phiếu nó sẽ chạy tới cho mình, là mình sẽ xem mình làm. Nên mình cũng không cần phải là thao tác là mở cái đơn mua hàng vô lên trên này. Rồi, một cái sản phẩm thứ hai. Tất cả cái này là mình nói về sản phẩm thứ nhất. Sản phẩm thứ hai là mình nói về cái phần là SEO. SEO nghĩa là mọi người như này, ví dụ mua một cái máy tính thì mọi người mở phía sau thì có một cái mã SEO, mở một máy tính đều có một cái SEO, thì mình sẽ làm cái tình huống này. Mình sẽ cho một cái laptop Dell 1234. Rồi. Liên quan là cái cũng được. Rồi. Cái kho thương mại, thì hiện giờ để mình sẽ theo dõi được cái check-in của theo cái CEO thì mình chọn cái mục ở trên đây, Minix CEO. Rồi bây giờ mình tiến hành mình mua ba cái máy tính này thì như thế nào, trong cái mua hàng. Rồi bây giờ là đeo ba cái, ví dụ giá 10 triệu. Rồi. Thì confirm lại để coi cái sale mình nhận. Rồi, thì qua bên cái phần kho này mình sẽ có một cái phiếu. Tại cái phiếu 33 đây, mình sẽ nhập. Đây, tab đều. Thì lúc này mình sẽ nhập bởi vì liên quan vào cái phần nhập nó có sale. Cái thứ nhất là mọi người có những cái mặt hàng thì mọi người phải ngồi gõ cái số CO, tức là mọi người phải mở cái sau cái máy á, trên kia như đi cái máy đó có cái số CO là gì đó, mọi người sẽ gõ vô tương ứng. Thứ hai, ví dụ mình gõ như này, rồi đây là một cách.
Cách thứ hai, nếu mình sẽ thuộc những cái nhóm hàng mà nó có cái CO là cái dãy, thì mọi người sẽ như thế nào? Mọi người có thể thiết lập gì đó, một cái này thành cái mã gì đó. Rồi, nghĩa là lúc này mình sẽ có 3 cái CO, 1, 2, 3 đó chạy liên tiếp. Mình sẽ ở sai cái CO này, để hệ thống thì sinh ra 3 cái mã này. Rồi mình confirm. Mọi người sẽ gặp một cái tình huống thứ ba nữa là cái CO máy của các mọi người là có giả sử nhập máy tính rồi vừa rồi về đi nhập 100 cái máy tính thì nó có 100 mã cái CO thì nó có sẵn đó. Bây giờ câu hỏi đặt ra là một cách thứ nhất là mọi người đang làm như này, cách thứ hai rồi bây giờ các cách nào mình sẽ có cái dữ liệu từ bên ngoài mình copy vô như nào, mọi người sẽ coi ra. Ví dụ mình sẽ có thì mọi người có thể có bao nhiêu á, mọi người copy hết đi. Rồi cái thứ ba mọi người giải về gì, gửi vô cái tài gì phát ra thì hệ thống nó tự động nó sinh ra cho các anh chị các cái mã CO này để tương ứng. Rồi các anh chị gì confirm và các anh chị gì và đáp. Thì lúc này cái tồn kho của mình sẽ có ba cái mặt hàng cũng về liên quan mặt hàng đó là gì, CO. Tức là hệ thống này nó sẽ đa dạng được cái chỗ và những cái cách mình nhập cái CO nó nhanh hơn. Rồi, thì mình có thể coi được những cái phần và báo cáo tồn kho thì mình mọi người có thể coi trong này, ví dụ tìm cái Dell. Nó sẽ có 3 dòng cho mọi người. Rồi, cái tiếp theo và cái phần cái solo thì đa số mọi người cũng mình sẽ tạo thêm mặt hàng nữa, tại vì những lần trước mình không nhớ là mình có tạo cái sản phẩm nữa không. Rồi bây giờ cái solo, ví dụ các mọi người mua cái gì liên quan cái hộp sữa gì, TH trung niên đúng không? Rồi thì mọi người lưu trữ này, ví dụ hộp gì đó. Rồi mọi người về gì cái kho mà mình về gì liên quan về gì, sau đó bây giờ liên quan cái phần kho mình giải thích được cái phần này. Về hiện giờ cái ngày giá hạn mỗi một cái lô, mình có thể nếu mình nắm được mỗi mặt hàng thông thường là cái date của nó đó, thì mọi người biết được là bao nhiêu ngày đó, thì mình có thể dùng cách này để khi hệ thống tự động nó nhập cái ngày, nó chọn cái số ngày hiện tại, nó cộng số ngày vô, thì thông thường những mặt hàng này nó không có là mình nhập đúng cái số cái sản phẩm, thì mình cũng không cần cái view gì hết hạn của cái đếm này, thì mình sẽ nhập trên cái solo. Và mọi người sẽ coi mình nhập trên solo như nào và cái quản lý solo. Ví dụ mình cũng tạo thêm một cái BO tiếp. Mình sửa ra đúng không? Ví dụ 10 hộp đi. Rồi. Rồi mình sẽ lưu lại vào gì? Confirm lại gì? Phần này. Thì tương tự ở trong kho mình sẽ có được có một cái phiếu đưa ra mình, thì nó sẽ nhận cho mình cái phiếu này. Thì khi mình nhập cái sửa đi, mình sẽ nhập gì? Cái số lượng của nó, bây giờ cái số lượng 10 mình nhập là gì? 10. Thì cái số lô mình sẽ nhập cái lô cái hộp trên hộp sữa nó có số lô mình sẽ nhập vô. Trong hộp lô mới là mình có thể tạo cái số lô này. Thì số lượng mình là gì? 10. Nghe cái domain mình là 10 này, nhìn này nè, anh điểm là 10, tạm biệt confirm lại. Thông thường những cái lô này là mình sẽ nhập cái thông tin của cái số lô nữa. Thì mỗi một cái lô này mình có thể gì nhập, mình sẽ gì confirm lại và đáp đã. Rồi bây giờ về cái số lô này mình sẽ coi được cái lô 10. Cái số lô của mình gì số thì liên quan sữa TH Trung Miêu. Mình không có check, để mình quên check cái cho mình là 4 cái field và liên quan vào ngày này của cái solo. Mọi người vô trong cái cấu hình này, mình quên check cái phần này. Cái solo
khách hàng hiển thị. Mọi người chờ mình coi cái sản phẩm này. Thì cái thông tin cái solo mình nghĩa là cái thông tin cái lô của mình đó, nó sẽ là gì, khi là hiện nhật những cái ngày hết hạn của sản phẩm thì này hệ thống ví dụ mình cho ngày 31 tháng 12 2021, rồi thì những cái ngày trước là ngày đó là ngày cảnh báo, thì ví dụ là 10 ngày cũng là ngày gì, ngày này mình bỏ ra ví dụ là ngày trước ngày đó 23 thì cảnh báo, ví dụ để mình sẽ coi được cái thông báo khi là hạn sắp hết hạn của hệ thống, là mình sẽ căn cứ vào cái view này để chọn, ví dụ mình chọn như này thì hôm nay là hiện giờ ví dụ ngày 16 ngày hết hạn, thì thực tế là cái ngày đã luôn luôn là ngày sau sau này, nhưng mà để mình coi được trên hệ thống tại này mình coi thông báo, mình thì sẽ cho cái ngày hôm nay đi, ví dụ ngày hôm qua cũng được, ngày 3 tháng 12. Rồi mình sẽ coi cái số lô của trên hệ thống, nó sẽ thông báo cho mình là cảnh báo là những cái mặt hàng nào có cái số lô là trước này, cả ngày trước ngày luôn. Rồi thì nó sẽ cảnh báo cho mình là những cái ngày là hiện giờ là khi cái solo là cái mã đó, thì khi mình áp dụng trong cái những cái lĩnh vực kinh doanh của mình thì cái phần solo này mình sẽ làm sẽ rõ, thì mình sẽ nắm được cái phần cảnh báo này. Rồi bây giờ là mà hồi nãy giờ mình nói về cái chi tiết và cái sản phẩm, bây giờ nói về cái cách chuyển các cái mặt hàng ở trong kho như nào. Bây giờ mình sẽ chuyển từ đây, mình đa số là cái phần là liên quan vào cái chuyển kho, thì ở trong này mình có thể trên cái màn hình này làm gì, transfer, hoặc tại ở một cái kho này mình, nó có một cái menu tách là mình sẽ chọn gì tương ứng, ví dụ trong kho bây giờ đầu tiên để chuyển được từ vị trí nào lên trong kho thì mình coi cái cấu trúc của cái kho trước, ví dụ ở trong cái kho này mình thấy đang mình đang kho của này nó không có, mình sẽ tạo thêm, mình chuyển hàng qua bên cái kho của Hà Nội, mình sẽ chuyển từ vị trí này qua vị kia của Hà Nội đi. Rồi để mình chuyển hàng mình coi đầu tiên nó có, tại vì mình cũng không có được cái, không nhớ được cái tồn kho, mình sẽ coi cái tồn kho của Hà Nội. Kho location thì lúc này cái kho Hà Nội nó lúc này nó dụ mình muốn chuyển từ cái vị trí nào, trong này là vị trí của một cái máy, ví dụ vào bàn học sinh cấp 1, hai cái mình chuyển một cái, thì mình sẽ chuyển vào đến vị trí nào ở trong kho Hà Nội. Kho Hà Nội, à, nó có nhiều vị trí ra, cách chuyển thì sao? Thì đầu tiên mình transfer, mình sẽ tạo một cái phiếu điều chuyển. Thì ở trong này mình sẽ chuyển từ cái kho Hà Nội, tức là mình đang chuyển từ vị trí A đến vị trí B, thì mình chỉ Hà Nội. Rồi transfer từ vị trí, ví dụ nó đang có từ vị trí là A, đây cho tóc ra, và nó đến vị trí thứ nhất A01, mình sẽ coi cái tồn kho trước, bởi vì mình không ở trong kho thì mình sẽ không coi được cái số lượng tồn. Bây giờ tồn của mình nó đang ở trong cái setup, mình sẽ chuyển từ cái setup sang một cái vị trí A101 đi.
Rồi, từ stop đang vị trí 1, mình chuyển một cái mặt hàng, ở tên là gì? À, bạn học sinh cấp 1, bạn mình chỉ một cái thôi. À, nhẽ như anh chọn lộn cái số, cái destination này. Này kho thì hơn mà. Rồi, đúng rồi, cảm ơn bạn nha. Rồi. À, mình chuyển từ một cái bàn một cái bàn mình bắt đầu chuyển, mình lưu lại. Thì đầu tiên mình sẽ kiểm tra coi cái tồn kho, lúc này mình để cái này đã hiện nhập cái tồn kho đó màu xanh, nghĩa là cái khả dụng của cái tại vị trí này, vị trí nguồn này, nó đang có cái số lượng mình chuyển, nó sẽ màu xanh, khi nó không có nó sẽ màu đỏ. Cảm ơn. Rồi, thì nó bắt đầu cái dự trước là mình chuyển là gì, mình chép lại để nó giữ chỗ cho mình một cái mặt hàng này, nó sẽ chuyển và mình validate, thì lúc này cái hàng nó sẽ chuyển cho mình từ vị trí của cái nguồn này, cái suột này, nó sẽ đến cái vị trí của cái đích này này. Nguồn stop Hà Nội bạn phải như nông ca đó. Mọi người chờ chút. Chọn bàn học trên bàn học sinh cấp 1. Bàn học sinh học sinh cấp 1. Để em quỷ cái phiếu này nha, mình sẽ tạo cái phiếu cho mọi người. Hà Nội. Xin cấp 1. Rồi, một cái mình chuyển, mình đánh dấu. Rồi, thì nó sẽ visual cho mình cái hiện nhập cái này. Hồi nãy mình chọn nhầm đó. Thì cái cục visual nó sẽ tự động nó có cho mình. Nếu mà chọn mặt hàng khác thì hiện nhập nó không có, thì nó sẽ không có cái dự chỗ của mình gì. Và đấy, thì sau khi mà đấy xong thì nó sẽ chuyển cho mình từ vị trí gì, chị, cái chuột đang vị trí gì, cái đích là gì, đồng ý. Thì lúc này nếu mình coi được cái tồn kho, thì lúc này mình sẽ coi cái nhóm theo vị trí. Thì lúc này cái bàn của từ cái vị trí này này, nó sẽ có một cái cho mình, và bên này nó gì, giảm một bàn học trên đây, nó đang giảm một cái đây. À, trường hợp thứ hai là mình chuyển từ kho qua kho thì nó cũng tương tự, nhưng mà mình sẽ nói về cái phần là nó chuyển từ cái kho Hà Nội, kho chính, nó chuyển đi Cần Thơ. Thực sự là thời gian nó chuyển 2 ngày thì hệ thống sẽ chuyển như thế nào. Thì nếu mọi người thông thường thì mình sẽ áp dụng cái nghĩa là transit, nghĩa nó sẽ chuyển được mọi người như này. Ví dụ đang cái kho chính này, mọi người cũng chuyển qua cái kho của gì, Cần Thơ. Thì lúc này mọi người phải đưa ra trong ra là hàng đang chuyển, thì mình trên hệ thống mình gọi là gì, transit. Ví dụ mọi người chuyển từ cái kho này đến kho này vị trí là 3 ngày, thì lúc này đầu tiên khi mọi người chuyển á, thì giả sử có một mặt hàng A, mọi người chuyển á, chuyển từ này đó sẽ lên này, thì trong cái giai đoạn là xe đang di chuyển từ cái thời điểm chuyển này ra đến này nó phải mất dù 2-3 ngày, thì lúc này cái hàng ở trong này nó sẽ không còn, và cái hàng trong này nó cũng chưa có, lúc này nó đang ở trên này. Sau khi hàng xe này đã chạy đến này thì cái bộ phận kho bắt đầu kiểm đếm, nó đếm được cái tất cả cái số lượng được bao nhiêu, xong rồi nó mới tiến hành là gì, nhận cái mặt hàng này. Tùy bởi đó là mình sẽ trình bày về cái phần là cái kho, cái transit là hàng đang chuyển trên này. Mọi người hãy coi cái sơ đồ mình đang đi, từ này mình chuyển cái này, tự nhiên nó sẽ chờ cho mình, đến khi nó chuyển này là mình sẽ nhận, hãy thông qua một cái trung gian này.
Rồi bây giờ để mình sẽ nắm rõ được cái sơ đồ này thì đầu tiên mình kiểm tra được cái tồn kho của mình để mình theo dõi. Bây giờ cái kho ở trong Hà Nội, ở trong này nó là những mặt hàng nào, nó có cái tồn kho thì nó sẽ hiện thị cho mình. Ví dụ mình sẽ muốn chuyển một cái bàn học sinh này, mình chuyển từ cái ở trong này là có một cái mặt hàng này đi. Mình sẽ chuyển một cái bộ bàn bốn ghế nhập khẩu từ cái kho chính này, mình chuyển về cái kho Cần Thơ, mình sẽ cắt các bước thao tác làm. Thì mình sẽ nói về cái phần transit, tức là hiện nhật trong location là mình sẽ tạo một cái vị trí là gì? Transit. Đây là của Cần Thơ đúng không? Rồi đã thuộc cái kho của gì? Cần Thơ. Rồi, và cái lọt tai của vị trí này là nó là gì? Transit location. Rồi. Thứ nhất, sau đó tạo một cái rule cho nó để nó khi chuyển từ cái Hà Nội, từ cái kho chính nó chuyển lên cái transit này thì tự động nó là một đơn người nó chuyển từ cái này nó chuyển xuống này để là mình nhận hàng. Mình sẽ làm một cái nha, mình sẽ nắm này. Đây thì mình sẽ tạo một cái transit là từ Cần Thơ cái chính nó chạy về cái Cần Thơ, và mình sẽ về bất tu do từ vị trí đó là khi có hàng nó sẽ được tạo từ cái kho Hà Nội. Đây kho Hà Nội đây, để mình tạo một cái từ cái mọi người chờ chút mình sửa nếu không bị nhầm. Bây giờ mình sẽ tạo một cái transit từ cái kho chính là Việt Nam đi tới là gì? Cần Thơ. Rồi bây giờ mình sẽ tạo bao gì? Một cái transit. Rồi từ là Việt Nam hao đi về cái Cần Thơ. Rồi hành động là gì? Đãi. Mọi người cái chỗ này nó hơi cấu hình chút xíu, tức là mình sẽ coi cái hệ thống nó động mới cho phép mình cấu hình được những cái phần này là gì? Man Cần Thơ vậy, Cần Thơ Cần Thơ thì nó sẽ khi là hàng nó đến cái kho stop này nè thì nó gọi là cái kho gì? Transit. Khi là hàng nó đến cái kho là gì? Transit thì tự động nó transfer cho mình đến cái kho là gì? Cần Thơ stop luôn. Rồi ví dụ mình cho nó gì? Một ngày bao nhiêu đó mình lưu lại. Rồi thì cái này là mình sẽ liên quan vào hai cái warehouse của là gì? Cái main là một cái là gì? Cái Cần Thơ. Mình sẽ nói là cái phần này nó hơi chút là mình sẽ chuyển ra mình cái chuyển kho là nó sẽ là khi hàng nó đến cái kho này là transit của Cần Thơ, tức là từ này chuyển như này thì tự động nó sẽ làm cho mình một cái đơn vị từ cái Cần Thơ nó chạy về chạy xuống gì, từ cái hàng đi đường nó chạy xuống gì? Cần Thơ. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển mình tạo một cái transfer là từ cái chính, transfer từ cái và chính đi qua cái Cần Thơ, transit Cần Thơ. Rồi mình đã hồi nãy là mình đang ví dụ là cái mặt hàng nào đã có tồn kho này. Bộ ghế gì đúng không? Ghế. Đây. Rồi mình sẽ chỉ một cái. Thì về cái thao tác liên quan về chuyển kho thì nó cũng giống như hồi nãy mình đang làm gì đánh dấu. Rồi tại sau đó thì nhập ba đá cái thì lúc này nó sẽ tạo cho mình một cái đơn vị. Bây giờ nó sẽ chuyển cho mình lên cái transit là trên kho hệ thống, mình sẽ coi như thế nào. Về cái phần kho thì mình sẽ coi được những cái hàng nó đang đi đâu, nó đang
tồn kho đây. Đây có một cái bộ hàng đó sẽ đang đi từ cái Cần Thơ đến đây đến đây nè đó. Thì sau cái thời gian lúc này mình sẽ coi cái tồn kho của cái mặt hàng bộ đế này đã như thế nào. Mình sẽ liên quan vào cái vị trí trước. Rồi cái Cần Thơ bây giờ trên cái Cần Thơ đó ở cái trang sheet thôi, mình chỉ phần này. Thì cái Cần Thơ đó sẽ không có là cái ghế này, bộ cái ghế này đang ở cái này. Bộ ghế lúc này nó sẽ hồi nãy nó có một cái nó sẽ không có, là tồn kho nó cũng trên cái kho chính nó không có, mà nó sẽ đi như này. Sau chuyển thì cái tồn kho này nó không có này. Nó đang nằm trên này nè, thì này chưa nhận này. Khi nào ví dụ tại vì đây là mình đang làm thực tế là nó trong 1-2 phút nó chạy tới là thực tế thì nó là 2-3 ngày sau thì cái khi là hàng nó chạy về nhận thì cái thằng Cần Thơ nó mới nhận cái phần này. Thì lúc này nó sẽ tạo cho mình một cái đề nghị của cái phần Cần Thơ, nó nhận một cái đề nghị đây. Ở khi nào hàng về thì nó sẽ lái chuyển từ trang sheet cho đến cái stop của Cần Thơ đó. Rồi thì thông thường mình sẽ chuyển cái gì vị trí hay là mình đặt một cái vị trí nào ở trong vị trí nào của trong cái kho Cần Thơ đó thì tạm thời mình cho là gì về setup là gì mình kiểm tra số lượng ok đồng ý được và mình sẽ gì validate tại vì đồng ý thì cái số lượng này nó sẽ là chỉ cho mình một và mình sẽ coi cái tồn kho của cái kho Cần Thơ như thế nào. Thì trong Cần Thơ lúc này nó sẽ có một cái bộ ghế cho mình là gì? Số lượng là 1. Rồi, thì vừa rồi mình sẽ nói qua về cái phần kiểm cái kho liên quan chuyển kho chuyển một lần là điều chỉnh kho cho mình. Thì và mọi người thấy cái phần chuyển kho là giữa các vị trí trong kho là một này, chuyển từ kho này qua kho kia văng vài gọi giống như mình làm cái hàng đi đường đó là hai này. Thì về bây giờ mình tham khảo mọi người thì nghiệp vụ đó đa số ở nghiệp vụ công ty mình thì nó giải quyết được đủ không? Anh nghĩ cái chỗ root á anh mở nó trên đâu shipping thì mình xài cái gì á, biết mở đâu. Đúng rồi, cái đó mình mở như thế nào? Mình chỉ có cái warehouse cái location. Muốn cái root á thì ở trên này nè, mình để là mình có chép vào cái dấu trên này chưa ta? Muốn được ta. Cảm ơn. Vâng, cho mình hỏi một câu hỏi khá là cơ bản được không anh? Dạ, mình nghe ạ, nghe anh ơi. Vâng, thì khá là có lời cảm ơn cả nhóm mình lần đầu tiên tham gia cái buổi học hôm nay. Thì các phần tồn kho trong cái dịch vụ công ty của mình đó, thì nó có một cái điểm khá là thực dụng. Có nghĩa là chẳng hạn như mình sử dụng một cái lon coca đi, thì cái đơn vị nhỏ nhất để mà bán lẻ để mà bán lẻ đó thì mình bán một lon, nhưng mà khi mà công ty cửa hàng của mình thì nhập vào á thì có nhiều nơi cung cấp, chẳng hạn như có nơi thì họ cung cấp là thùng, có nơi họ cung cấp là một cái gọi là cái gì, cái pallet, có nghĩa là một cái pallet có 10 thùng, rồi một thùng á thì nó có 24 lon, thì tất nhiên là cái nhà cung cấp á thì họ chỉ theo cái nơi, họ không có muốn quản lý cái đơn lẻ, thì thành ra họ nói họ bán 10 pallet, thì 10 pallet là nó có nhân cho 10 thùng là 100 thùng, và trong khi đó thì mình chỉ cần có 70 thùng thôi, thì có những nơi á, thì họ bán theo đơn vị thùng, mình có thể đặt 70 thùng, nhưng mà có những nơi lớn á, thì họ chỉ bán một cái pallet thôi, thì trong đó nó có 10 thùng, thì khi mà cái hệ thống của mình muốn mà quản lý cái kho mà cho nó chặt chẽ đó thì mình định nghĩa cái sản phẩm Coca đó thì mình có định nghĩa được theo cách nào mà cho nó linh động hay không. Chẳng hạn mình nhập đó thì mình mua một nhà cung cấp A là 10 thùng thì mình nhập mình chỉ ghi đơn vị là 10 thùng, một thùng chẳng hạn là 1 triệu đi. Rồi trong một cái nhà cung cấp B đó, thì họ nói là cung cấp một pallet, họ đang có là đơn vị là một pallet thôi. Thì nó cũng là 1 triệu trong đó. Cũng đơn giá như vậy. Nhưng mà lúc nhập vô là 1 pallet hay là lúc nhập vô là 10 thùng á, thì với
cái vị trí của mình là mình quản lý ở thùng hoặc là mình quản lý ở từng lon luôn. Chẳng hạn nếu mà mình một cái cửa hàng siêu thị đi, thì khi mà mình triển khai hàng trên kệ thì mình đếm theo lon, thì cái số lượng mà mình tồn kho bao nhiêu lon, rồi cái số lượng nhập là bao nhiêu thùng, hay là số lượng nhập là bao nhiêu cái pallet như vậy á, thì là làm sao mình làm cách nào mình định nghĩa cái sản phẩm tồn kho cho nó chặt chẽ mà có thể quản lý chính xác, thì cái đó như thế nào? Đầu tiên là cảm ơn anh đã đặt câu hỏi nha. Nghĩa là em có thể tóm lại cái câu như này anh. Nghĩa là anh quản lý một cái pallet em gọi là 10 thùng. Một cái thùng anh là 24 lon. Thì đơn vị quản lý ở kho mình là phải là đơn vị, phải có một cái đơn vị tính nó đang gọi là lon. Vậy mình có thể bán lon à nha. Có những lúc nhà cung cấp 1 thì mình mua là đơn vị tính là thùng. Có những lúc nhà cung cấp 2 mình mua là pallet. Thì mong muốn là mình nhập pallet, nhập thùng, làm sao hệ thống nó sẽ quản lý cho mình. Anh cũng câu hỏi hay là ở trong này thì mình sẽ đưa về cái phần này, mình sẽ trở về cái đơn vị tính của Coca này. Thì mình sẽ nói thêm là gì? Pallet. Pallet 1. Tại vì có những ví dụ pallet có của một công ty nhà cung cấp khác nữa, ví dụ 20 thùng gì đó, thì mình sẽ tính ở trong này. Ví dụ là một thùng là 24 lon thì pallet là 10 thùng là sẽ là 240 lon. Mọi người nhớ anh lần nãy mình cũng nhầm cái chỗ này, cái số lượng lớn nha, 240. Mình nắm được cái chỗ này không ạ? Rồi mình lưu lại. Vậy bây giờ khi là mình làm một cái PO mua hàng tìm như nào? Ví dụ mình chọn một cái nhà cung cấp bất kỳ gì đó. Ví dụ Coca. Thì lúc này mình sẽ chọn là anh sẽ nhập có một cái pallet thôi, cái đơn vị tính của anh là lúc này là gì? Pallet. Thì bên ngoài cái trị giá của anh là hiện như pallet không phải là 1,5 triệu, thì anh sẽ tính ra coi cái giá bao nhiêu anh nhập vô. Thì khi anh nhập kho thì anh sẽ có hệ thống sẽ tính ra anh là 10 thùng 240 lon, thì mà anh sẽ coi nó hệ thống nó tính. Đây. 240 lon á. Đúng ý anh chưa? Nó tự động chuyển đổi cho mình Đúng lại là nó sẽ lấy theo đơn vị nhỏ nhất của một loại sản phẩm. Tồn kho đúng không? Tồn kho. Mình phải định nghĩa một công cái ty anh khi bán là bán theo pallet không, hay là bán theo thùng, hay là bán theo lon? Không, khi mình bán thì tất nhiên mình bán lẻ ra thì mình phải bán theo lon. Tất nhiên là có những người họ mua 24 lon thì lúc đó mình giao cho một thùng luôn. Nhưng mà trên cơ sở là cái tổng kho của mình thì mình quản lý đúng theo lon. Đúng rồi. Tất nhiên là mình quản lý theo lon á, nhưng mà khi mình nhập vào á, mình chẳng hạn mình định nghĩa sản phẩm Coca là mình định nghĩa là lon. Nhưng mà khi mà mình đặt hàng á, mình chọn cái sản phẩm Coca thì cái phiếu đặt hàng của mình á là mình nhập cái đơn vị á, thì nó sẽ tự động nó sẽ chọn là lon, tại vì mình định nghĩa là lon. Nhưng mà cái nhà cung cấp á, thì họ cung cấp thùng hay là cung cấp pallet á, thì lúc đó là cùng một cái sản phẩm mà định nghĩa nhiều cái đơn vị cho nó hay là như thế nào nhỉ? Tức là nó có cái hệ số quy đổi anh tùy theo khi anh nhập kho, thì tại thời điểm nào anh tùy theo nó là cái nhập pallet hay nhập theo cái thùng gì cũng được anh, hay nhập theo cái lon. Đa số là căn cứ vào cái chứng từ trên cái phiếu nhập của mình đó, nó là gì là mình căn cứ đó mình nhập theo cũng được. Có nghĩa là cùng một cái tên sản phẩm đó. Dạ đúng rồi, cùng một tên đó. Em nãy giờ đang cùng tên đó. Giờ mình có một nhiều cái đơn vị quản lý khác nhau trong cùng sản phẩm. Em đang hiểu chỗ này có phải là khi mà mình sẽ có là hai cái nút màn hình, để một đó là tạo bill á, tức là mình tạo lúc mà nhập á thì là mình có thể nhập cái thùng, nhưng mà khi mình xuất kho hay đó thì mình có thể đổi thành lon được đúng không anh? Dạ đúng rồi anh. Cái bạn vừa rồi đặt câu hỏi thì cũng vừa khớp với cái câu hỏi thứ hai của mình. Có nghĩa là bây giờ khi mà mình nhập á, thì mình nhập vô là 2 pallet, thì một pallet thì nó có 10 thùng,
rồi một thùng nó có 24 lon mình nhập vô là 2 pallet, mình lúc mà mình nhập hàng mình sẽ chọn đơn vị là 2 pallet, rồi lúc đó thì nhà kho nó sẽ cái tổng kho, cái số tổng kho tự động nó sẽ nhân ra, nó quy đổi cho mình cái tổng số lon, phải không? Dạ dạ đúng ạ. Dạ, rồi dạ, rồi bây giờ đấy có nghĩa là trong cái kho, trong cái kho của mình ấy, thì mình chỉ có biết được cái lon thôi, phải không? Dạ đúng rồi ạ. Ờ, như vậy thì chẳng hạn như mà có một cái trường hợp mình bán cho một cái cửa hàng tạp hóa nào, có nghĩa là bán lẻ nhỏ nữa, có nghĩa là mình là siêu thị đi, mình là một cái người bán sỉ, mình nhập vô là nhập pallet chứ nhập thùng, nhưng mà khi mà mình bỏ xuống cho một cái cửa hàng nhỏ nào đó họ bán ở nhà, thì lúc đó họ họ chỉ mua thùng, thì bây giờ lúc mà họ đặt hàng cho mình, họ nói là họ muốn 6-7 thùng gì đó, nó có nghĩa là một cái số lẻ, thì lúc đó nhà mình xuất kho thì mình nhập như thế nào được? Có nghĩa là lúc mà mình nhập vô á, chẳng hạn như mình nhập 2 pallet, lúc mình bán ra thì mình lại muốn nhập thùng, tại vì cho nó đơn giản thôi, chứ lúc đó mình tính tay lại á, thì nó lại sẽ nhầm lẫn. Chẳng hạn trong nghiệp vụ ngồi tính một thùng 24, và thì bây giờ họ cần 2 thùng là 48 lon, thì lúc mình nhập xuất mình lại chọn lon mình nhập 48 vô, hay là mình nhập 2 thùng á, thì cái đó là mình cũng chọn tùy ý. Dạ, mình đúng nhập. Anh ấy nhìn được cái màn hình của em không? Vâng rồi đây. Bán à, một cái bán hàng nè. Vâng lúc bán thì mình cũng chọn được thì thế này. Dạ đúng rồi. Ok. Rồi cảm ơn bạn nhé. Dạ. Dạ anh Nghĩa, em hỏi cái trường hợp ví dụ mình đặt một cái bio, mình mua 10 thùng, thùng là 24 lon, tuy nhiên mà lúc nhập á thì nó nhập số lẻ, nó nhập 50 lon thôi, vậy thì máy nó hiểu như thế nào? Có thì nó nhập vô 50 lon tùng khom, 50 lon mà nó quy đổi vào lon mà. Ồ, tùng khom mình có câu là tùng khom tính là lon mà, đơn vị chính đó. Nhưng mà lúc mua là mình mua 5 thùng là khoảng 120 lon á, nhưng mà nó lúc nó nhập vô, nó nhập không chẳng á, thì vẫn được á. Ừ, nó nhập số lon mà, nó quy đổi về số lon cho mình. Rồi thì mình tiếp cái phần này là liên quan về cái điều chỉnh kho và cái kiểm kê kho cho mọi người. Nói chung nó cũng hơi linh động, cũng giải quyết được nhiều cái nghiệp vụ của cái đơn vị mình. Thì về cái phần giả sử là số liệu, như giống như nhiều lúc anh từ đầu mới nói là các cái số liệu mình không có, thì đa số số liệu đang một mình cũng phải tự cho số liệu để mình làm nghiệp vụ. Thì mình muốn có được cái số lượng để mình làm, thì ví dụ mình sẽ tạo một mặt hàng, mình sẽ mặt hàng này đi, bây giờ mình sẽ cập nhật cái số lượng, mình có thể đưa cái số lượng vào trong này là mình sẽ gì, update cái quantity. Thì thông thường mình nhập cái số lượng này đã giống như cái đầu tiên mình chạy hệ thống á, mình sẽ đây là một trong những cách là mình sẽ nhập cái số dư đầu kỳ. Thì giả sử mình sẽ đưa cái số lượng vô của cái phần này là cái số lượng bao nhiêu là mình sẽ nhập vô. Ví dụ mình đưa cái số lượng này là 10, chọn mình apply. Thì lúc này cái tồn kho của vị trí đó, cái tồn kho của cái mặt hàng này nó sẽ ra cho mình là gì, là 10. Và cái phần này nó giống như cái số liệu nhập số dư đầu kỳ thôi. Mình nghĩ nó cũng đơn giản đó, thì một cái nghiệp vụ nhỏ. Bây giờ mình sẽ nói về cái phần, nói chung đa số kho thì nó chỉ quản lý là tồn kho, nhập vô, xuất ra, chuyển kho. Thì đa số cái phần đó là cũng chiếm gần hết của cái nghiệp vụ kho. Thì mà đến tháng ví dụ mình kiểm kê kho như thế nào. Rồi, thì trên này nó có cái phần kiểm kê kho. Thì từ Odoo 15 cái giao diện hơi là khác một chút xíu như này. Để xem những cái gì đỏ, hai đường đỏ mình. Rồi, đây là cái màn hình cái kiểm kê kho. Thì mình sẽ coi, thứ nhất là mình sẽ gì? Lọc nhóm theo cái vị trí của kho. Mình sẽ coi ba cái kho, ví dụ kho Cần Thơ, nó có một mặt hàng. Để mình chuyển cho kho Cần Thơ, mình sẽ kiểm kê kho Cần Thơ ít mặt hàng, do cái kho chính này nó nhiều quá mình nhập không nổi. Mình chuyển về kho Cần Thơ đi. Mọi người chờ mình chuyển cái kho Cần Thơ cái đã.
Mình chạy chuyển hai đi, mình chọn cái khác đi, hai cái đi, rồi mình chuyển đi. Rồi mình sẽ chuyển hai cái mặt hàng đi Cần Thơ thôi, là mình sẽ coi cái tồn kho Cần Thơ. Bây giờ mình sẽ có cho mình là gì, ba mặt hàng. Đây, bây giờ mình sẽ kiểm kê kho của cái kho Cần Thơ. Cái thứ nhất, về mặt thực tế nha, là để một cái mặt hàng này đang tồn kho là một, thì do mình đang ví dụ nó sẽ có những tình huống là nó sẽ không còn tồn kho, các tình huống mình đếm đặt số lượng nó sẽ lên hai, thì lúc này trường hợp này không là một không, nó không còn tồn kho. Thì nếu có những trường hợp này là khi cái số liệu đã điều chỉnh này, thì thực tế thì giữa các bộ phận kho, bộ phận kế toán về trình trí này kia, nói chung là phải qua rất là nhiều bước để cuối cùng xác định được cái số lượng mình cần phải điều chỉnh trên hệ thống như thế nào. Vì lý do mình để điều chỉnh, ví dụ một cái mặt hàng này làm điều chỉnh lần hai sau khi đã được thống nhất xong rồi nha, mình không nói về cái nghiệp vụ bên ngoài là mình thống nhất giữa các bộ phận gì hết đó, điều chỉnh thì giả sử là quyết định cuối cùng là cái số lượng từ một và chuyển lên hai trên hệ thống, thì mình sẽ nhập hai lên làm gì, gì điều chỉnh. Đây là một cách. Nhưng khi kiểm kê kho thì mọi người, mình có 100 mặt hàng, 1.000 mặt hàng, thực tế nó không phải là 3 mặt hàng này đâu, là 100 mặt hàng, 1.000 mặt hàng, mình không thể ngồi làm cái kiểu như này hết được. Bây giờ một cách thì số lượng mình cần điều chỉnh một cái, mình sẽ làm sao? Mình có thể chọn một cái kho, mình chọn này, là mình sẽ tạo một cái report để mình sẽ in ra được các cái mặt hàng cái cần điều chỉnh. Rồi thì coi một cái chuyển kho, cái kiểm kê kho mình sẽ nhập gì đó, ngày, nội dung, ví dụ là mình là nhân viên kho, là cái ngày của cái tóm ngày nào đó, là mình sẽ đưa cái số lượng, tức là đưa số lượng trống đi, mình tạo ra bởi mình sẽ nhập cái số lượng vô. Còn nếu mình xét vào cái này là từ, mình sẽ lấy được cái số lượng tồn kho hiện hành á, nó đưa ra cái cột cho mình đếm, làm trống đó mình dễ đếm. Rồi thì sau đó mình sẽ gì, ngồi đếm những cái này. Nhưng nếu giả sử nó có 1.000 mặt hàng thì mình ngồi mình nhập điểm này là mất thời gian á, mình sẽ có trên hệ thống nó sẽ có cách cho mình chuyên làm như này. Mình chọn này, mình sẽ thể xuất dữ liệu ra cho mình là gì, cái bộ mình để một chút nữa mình có số liệu mình cập nhật vô thì mình sẽ gì quan tâm, mình tức là mình lấy được cái file hệ thống. Rồi thì trên cái file này, cái file này, mọi người chờ chút. Rồi mình dạ tạm thời lưu cái file này trên desktop ấy. Rồi bây giờ mình sẽ quan tâm cái số lượng, là mình cứ điều chỉnh là cái cột này nè, cái cột bằng số lượng mình sẽ điều chỉnh. Ở trong này mình sẽ mình in ra một cái file, mình kiểm kê hết tất cả đi, mình sẽ nhập cái số lượng vô, là mình sẽ coi. Bây giờ cái số lượng mình đếm mình đang là gì, 121, mình sẽ cho này là một cái số. Nó bị nhảy chuột. Rồi 13. Mọi người nha, mình có nói lại là nghiệp vụ thực tế mình không phải nhập con số lượng thì tự do như này nha mọi người. Mình do mình đang muốn ví dụ do mọi người là số liệu ra sẽ được import vào trên hệ thống như thế nào. Thì những cái nào mình sẽ cần là mình sẽ không cần nữa làm gì, có thể gì bỏ nó đi. Mình chỉ cần những cái cột thông tin là cái số lượng cuối cùng này liên quan file. Bây giờ từ này mình tính là gì, import vào trên hệ thống, cho hệ thống nó sẽ nhận cái số lượng mình đã kia điều chỉnh này. Rồi mình sẽ máy này cũng không cần, tại vì khi mình sẽ đụng rồi. Rồi ok, mình đang đặt tên là file này là kiểm kê kho Cần Thơ.
Rồi. Thì trên này mình tiến hành là gì? Import. Trên dễ gì? Up cái file vô. Để kiểm kê kho Cần Thơ ra. Đây. Là hiện giờ mình sẽ cần cái số lượng này là mình sẽ import vào. Tag cái đại trước. Photo user location sản phẩm. Nó liên quan cái user, mọi người chờ chút. Hồi nãy ra cái user mình xếp lại đi, mình lại xóa cái phần này. À, mình sẽ import lại. À gì? Import lại cái số liệu. User. Mọi người chờ mình sẽ bỏ cái user này. Rồi mình chạy xuất lại, mình đang muốn làm cái phần gì, kim bọt vô cho mình. Rồi sau mình đi xong mà mình dễ gì import vào lại. Kim bò cái số lượng hạn chế, cái nhiều cái rau bị lỗi, bị lỗi cái pha này thôi. Và không 12/4 nói chung hệ thống nó cho vậy cho phép mình sẽ import vô cái từ cái danh sách của Excel sau khi mình điền cái số lượng xong là mình sẽ dịch chat mình import vô thì điểm
Để khỏi mất cái thời gian của cái mọi người để mình chờ mình coi. Mọi người trao đổi với mình sẽ coi cái file này, mình chỉ là import cho thôi. Hệ thống nó cho phép mình là gì? Import trực tiếp từ cái file của mình là kiểm kê kho với cái số lượng thực tế đó mình sẽ nhập vô thì nó sẽ cập nhật lại cho mình cái số lượng này. Cái phần này là để mình sẽ coi lại cái import được. Thì ba số đến cái phần kiểm kê kho nãy giờ đó thì mọi người mình cùng nhau mình trao đổi coi các nghiệp vụ kiểm kê kho của đơn vị mình có với cái hệ thống của Odoo này nó sẽ khác nhau nhiều không, hay là cơ bản nó sẽ giống như vậy nè, Anh mình ơi trao cho đổi. mình hỏi một câu anh ơi. Dạ, nghe ạ. Khi mà mình kiểm kê á, thì mình có lock lại cái kho để nó không được nhập, không xuất trong cái quá trình mình tạo cái phiếu mình kiểm kê không? Và cái nghiệp vụ của kế toán nó có là lắp toàn bộ dữ liệu chứ còn cái phần kho là chưa. Bên em có một cái đặc thù như thế này, tại vì là em chia sẻ là bên em thì làm cho công máy làm ACEB á, luôn sẽ có một công ty, thì bên này có một công ty là công ty về cái hàng đó, họ có đặc thù là họ phải khi mỗi lần nhập kho họ phải nhập họ xuất ra một cái mã gọi là key key number, họ sẽ xuất mã này, tại vì đôi khi á là những cái hàng của họ là họ xuất ra kho trước xong rồi họ đánh dấu cho hệ thống, nhưng mà có khi là nếu giả sử như là họ là một dịch vụ cung cấp cái dịch vụ từ kho đó cho bên thứ ba, tuy nhiên nếu như mà cái dịch vụ đó lúc sau họ kiểm tra là thằng 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 cái thằng mà dùng dịch vụ này không đủ điều kiện nhập cái dịch vụ đó thì nó lại phải đi hủy cái mã đó và nó trả trả cái máy về lại kho kiểu kiểu vậy anh đó. Nó có một cái đặc thù khá 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 là đối với cái ngành này. Nghe không rõ, muốn biết mọi người nghe rõ rõ không ta? Như anh thấy giống như là cái ngành hàng ấy, như là mấy cái hàng mà như kiểu là giống như cái máy 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 cà thẻ Dạ rồi. đó, thì những cái máy bot như vậy á, thì đôi khi á, là cái hệ thống công ty này nó họ có một cái đặc thù, đó là những cái máy bot đó họ phải khi mà họ nhập hàng á thì họ sẽ trình ra cái mã trade number đó, tại vì Kim đúng rồi, thì cái mã đó là định dạng là cái mã này là của riêng cái máy này trên hệ thống trong Odoo của họ. Tuy nhiên khi mà nhập cái này xong cái mã này gắn với họ thì có một cái vấn đề xảy ra là tự nhiên là anh nhập cái mã này vào ngày A chẳng hạn, vào hôm nay, nhưng mà đôi khi mà anh nhập xong rồi anh làm thứ đó kiểu, nhưng mà đến lúc mà anh đi đánh giá thì ngân hàng nó từ chối cấp máy bot cho cái thằng merchant của công ty đó, thế là nó phải không, nó hủy cái trade number đi và nó trả vào lại cái trade number đó cho cái máy bot luôn đó, và bot về kho và tình trạng máy bot là sẽ về kho, khi nào có phát hiện ra thì nó lại gắn một cái trade number mới lên nữa. nhưng mà hiện giờ cái mã của máy là CO thì nó một mã chứ nó cỡ nhiều được, anh dùng cái cách CO đó. Không không tại tại vì cái show lại nó lại nếu như cái show như cái trade number anh nó hay trên hệ thống nó đánh gió dấu á. Cứng và cái show number nó chỉ đúng mà nó chỉ một cái mã duy nhất của ta, nhưng hợp đẹp. Ý của anh là ý kêu ở đang là cái mã một vì lý do đã lên ngân hàng nó chuyển qua mã hai, vậy lúc này mình sẽ không cách nào mình biết được kiểm kê kho được mặt hàng này đúng không? Đúng rồi. Vậy cái mà mong muốn là làm sao trên hệ thống để giải quyết được tình huống này vậy sao? Đúng rồi. Nhưng mà khi anh từ cái mã một anh muốn chuyển qua mã hai gì anh làm cách nào anh chuyển thông qua ai làm sao quản lý được cái tình huống này? Hệ thống tụi em sẽ setup là như mỗi với mỗi cái máy như vậy thì ngoài cái mã serial number trên cái máy là phải nhập vô rồi đúng không anh? Nó sẽ Ừ, cho đúng. em cái mã nữa để nó theo dõi thông tin cái quy trình máy bot này nó đang nằm ở phía ngân hàng hay là nằm ở đâu, nó sẽ kiểu nó À,
nằm ở đâu, ngân hàng. Cái này anh nghĩ cái nghiệp vụ bên mình cái đặc thù như nào, chứ còn khi đó một cái thiết bị nó là một cái mã, thì mã là hiện giờ nếu cái key của anh thực sự anh cũng ở với một mã, bản chất nó cũng là một cái máy đó thôi mà, chẳng qua là nó định cho mình cái key một cái để nhận dạng nó là một cái mã khác, chứ nó không phải là bản chất, nó không phải là một cái máy khác, nó chính là cái máy đó thôi. Vì anh biết sao không? Là như kiểu là em nhập khách hàng trước cho khách hàng nó nhập hàng trước thì serial number đó là nó từ một A B C D đúng nhưng không? mà em phải đếm được là em đang phải bao nhiêu cái mới xuất ra thì em sẽ làm trong cái mạng như kiểu là đánh giá số cái đó là 001 à, em biết là hôm nay là em nhập bao nhiêu cái máy ngày hôm đó như không cũng là hôm nay là 10 cái thì cái trên mọi cái số 10 cái cách rồi hôm sau nó lại số 11 nó cứ chỉnh lên hoài 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 vậy để đánh số kiểu đánh số. Cũng phải một cái cách, nói chung là mình cũng muốn rõ về cái nghiệp vụ bên này, chứ về một cái mặt hàng thì thông thường là mình sẽ quản lý một cái mặt hàng đó trên hệ thống, mà anh kêu là nếu anh đổi hai cái mã gì cho phép cái mỗi mã của cái SKU của anh là cũng mình hơi cũng chưa rõ lắm, thì nói chung cái này mình cũng khi nhận cái câu hỏi này để mình coi như thế nào, thì các anh chị nào những cái câu hỏi nào tham khảo với nhau nữa không? Tại vì đa số là mình trình bày xong là mình tham khảo trao đổi với mọi người để cùng nhau mình hiểu được nghiệp vụ của mỗi một đơn vị. Em thấy ở trong cái hệ thống của mình là có cái phần điều chỉnh là tăng giảm số lượng, nhưng mà chẳng hạn như là mình ở đây mình có cái kho, mình có điều chỉnh được cả giá trị của kho không anh nhỉ? Giá trị của kho đang quan về thường nó liên quan về giá vốn, ảnh hưởng giá vốn thì thông thường nó phân quyền nó cho những bộ phận liên quan mới đụng vô thôi ạ. À, nhưng Chứ mà còn em hỏi là nó có khả năng ở trong cái module này kho này không, hay là nó sẽ phải là thông qua chẳng hạn như là nhập xuất bán hàng hay gì đấy để nó thay đổi cái giá tồn kho, hay là phải kế toán điều chỉnh hay là như thế nào? Ý em thường là em hiểu là ở trong cái phần kho này nó có cái điều chỉnh về số lượng hoặc là điều chỉnh về giá trị tồn kho, giá giá vốn à, của nó. giá vốn Vâng có đó. à, giá có à, Vâng. có tự động mới sinh ra cho mình là mình điều chỉnh, thì thông thường là những cái quyền những cái bộ phận liên quan mới được điều chỉnh cái này, và tùy theo cái phương pháp của mình để cái giá vốn thì trong cái sản phẩm nó có cái có à. Mình biết sao bữa nay bị nó bị hai cái dòng màu đỏ mọi người đó bị đè lên không? Hình như mọi người cũng bị hai cái dòng màu đỏ này đúng Mà mình cũng thấy hai cái đường đỏ Thế có nghĩa là chẳng hạn như cái giá vốn chẳng hạn có hai mặt hàng, bây giờ cái giá vốn mặc định là nó 300 nghìn, thế là có nghĩa là trong kho là 600 nghìn, nhưng mà khi mà người ta phát hiện ra thực tế là rằng là cái sản phẩm này giá thành của nó chỉ là 500 nghìn thôi ở trong kho, vậy thì khi đó thì đối với Udu mình sẽ phải xử lý như thế nào hả anh? Khi mà kiểm kê kho và chẳng anh chào nghĩa là cái trị giá tồn kho của anh của bây giờ cái mặt hàng đã theo cái giá của cái tốn dược mặt hàng này đang trị giá là ví dụ mặt hàng này đây à, bây giờ cái giá của nó người ta cái mặt hàng để cho nó được đúng chút à, thì cái trị giá của nó đang ví dụ là 240 lon đang trị giá của nó đang là 1,5 triệu. Là ý của anh là kêu vào cái số lượng nó đang bị thay đổi giảm thì cái trị giá nó như thế nào vậy sao đúng không? Vâng, ý em là ví dụ vì một lý do nào đấy cái giá vốn của nó chỉ là 30.000 thôi, nhưng mà nó lại có thể là nó lại đang hiện thị 20.000 thôi, thì người ta cần phải điều chỉnh cho cái giá vốn nó là 30.000 nên chẳng hạn, thì cái đấy thì sẽ phải làm như thế Không, nào? không. À, nghiệp vụ anh đã phát sinh rồi đâu được điều chỉnh thôi. Thì cũng À, giống như dạ là tồn đúng. kho ấy ạ, nó phát sinh nó mình quá trình làm thì nó bị sai sót hay gì đấy thì không được điều chỉnh ở đây ạ. Vậy cái nghiệp vụ của anh chỉ hiện cái cách đó là anh hủy cái nghiệp vụ và anh sẽ coi là cái nghiệp vụ đó nghiệp vụ nào nó phát sinh ra từ đó, ví dụ cái giá anh cấm phát sinh một cái nghiệp vụ là đúng của nó là nhập cái giá là 10 ngàn nhưng mà do anh nhập 15 ngàn thì anh phải hủy nghiệp vụ đi và nhập lại cái nghiệp vụ đó
Vâng, đấy thì ý em muốn hỏi đúng không? Ý em hỏi là nếu mà như thế thì mình phải hiệp hủy từ các cái nghiệp vụ mà mua hàng hoặc bán hàng chứ mình không hủy trực tiếp, không thay đổi trực tiếp nó từ kho đúng không? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Liên quan nghiệp vụ mà phải coi nghiệp vụ sai chỗ nào mình sẽ làm lại cái nghiệp vụ đó mới phù hợp. Vâng. Dạ. Anh Nghĩa ơi, trường hợp như em như cái bạn vừa hỏi ấy, thì em cũng muốn hỏi luôn, ví dụ như là cái hàng nhập khẩu ấy, thì khi cái tháng 10 chẳng hạn người ta nhập về người ta bán luôn trong tháng, tuy nhiên là cái chi phí phát sinh của cái hàng hóa đó nó lại về hóa đơn chứng từ lại về sau, thì tháng sau họ mới về, mà thực tế thì rõ ràng là chi phí đã đi ra hết rồi, thì lúc đấy là trên hệ thống Ondo nó sẽ thể hiện thế nào anh? Về trên hệ thống á, là hiện giờ này nó đa số mình làm vào cái bằng nhập khẩu á, là bằng cái manual thôi, nghĩa là khi cái module nó có cái nhập khẩu nó có, là khi làm mình sẽ ví dụ cái hàng cái chi phí là vận chuyển về á, thì nó sẽ có tình huống á, là mình sẽ cập nhật lại chi phí vận chuyển khi cái giá số lượng nhà bán, nghĩa là mình đang nhập là về 10 nhưng là có một cái chi phí là giải chúng 100 triệu và tới trưa về thì mà mình đã bán cái số lượng này đi xong, nhưng mà lúc này cái giá vốn nó chưa đúng, vậy cái giá vốn mình chưa phân bổ và cái chi phí vận chuyển mà, thì nó có chức năng là mình sẽ phân bổ lại và cái số lượng mình đã bán đi để tăng cái giá vốn của cái mặt hàng mình đã bán. Mình hiểu được chỗ này thôi. Có nghĩa là cái chứng từ đấy mình sẽ phải quay ngược trở lại về quá khứ và mình nhập lại đúng không ạ? Không, mình vẫn nhập, nó có một cái chức năng là phân bổ lại cái số lượng đã bán. Chứ nên được cốt ở phần hôm trước nhập hàng có học đấy. Nó liên quan về nó có một cái chuyên sâu bên kia không bằng xuất nhập khẩu, nhưng nó có cái chức năng đó mình phân bổ cho về cái số lượng mình đã bán, nghĩa là mình về 10 đang chi phí đang là từ nhà cung cấp là 100.000 một cả nè, nhưng mà mình có chi phí vận chuyển nữa, nhưng mà tại thời điểm mình đang bán á, mình tại thời điểm này nè thì cái chi phí vận chuyển nó chưa về mà mình có nhu cầu bán thì mình vẫn bán và cái giá vốn đang 100 này, nhưng mà khi mình về đó thì nó sẽ phân bổ lại cái giá vốn và cái chi phí vận chuyển ngoài về cái số lượng tồn kho còn này và cái số lượng mà mình đã bán đi, thì nó liên quan vào cái phần xuất nhập khẩu và những chi phí đó. Ủa anh, như vậy là cho em hỏi là giống như là như cái trường hợp mà mấy cái phần bạn kế toán đó, họ muốn tính toán hay kiểu là LIFO FIFO khi mình nhập hàng á, thì cũng dùng những cái chức năng tay manual vậy được đúng không? FIFO thì thông thường thì nó chạy có hình bên cái toán nó chạy tính tự động, còn cái kia là phân bổ vào cái giá mà đó là khi nó nói chung là cái này đã chiên về bên cái toán thì nó sẽ có, nhưng hệ thống nó có cái tính năng đó dạ, là nó có tính năng kế toán đó, cái đó là mình có được chia sẻ. Chắc đến cái buổi training kế toán thì có sẽ một bên mình sẽ có người kế toán sẽ training rõ về cái phần này, mình chưa biết nó có chi tiết hay không. Nói chung nó hơi nặng về kế toán á. Cho em hỏi chút về cái hàng này, khi mà mình hàng phân theo mọi người rất là tập focus về cái kiểm kê kho xong mà mình đi ra ngoài đó, bởi vì mình đang đi từng phần đi, mình sợ mọi người đang focus á đi. Dạ rồi, ok. Cái hay không? Em hỏi tí. Được không, mọi người? Anh ơi, cho em hỏi tí là ví dụ như mình kiểm kê xong rồi thì có phát sinh tăng giảm rồi thì sau này mình muốn điều chỉnh lại cái tồn đầu kỳ thì có được không anh? Mình tồn đầu kỳ. Ví dụ em cũng đang được hỏi cái đó, tại vì là nếu như kiểm kho xong nó bị hủy, nó bị hư hỏng hay là mấy cái hàng dễ vỡ rồi nó bị hư thì mình hủy cách nào anh? Mình giảm cái số lượng như thế nào? Nghĩ là đầu tiên tại nếu muốn điều chỉnh này mình phải quay về cái lịch sử của nó. Dạ, chứ hôm nay ngày 4 tháng 1 thì ngày 1 tháng 12 mình có nhập cái số lượng 100, nhưng thực tế là con số tồn nó không phải 100. Ví dụ đến ngày 4 tháng 12 mình phát hiện ra số lượng nó không phải là 100 mà số lượng nó chỉ là 90. Vậy mình xử lý cái số 10 này như thế nào? Có phải câu hỏi này không? Đúng rồi, đúng rồi. Có thể là mình vẫn là 100 nhưng mà mình thấy là 10 cái hàng này nó bị hư hay là gì đó xong mình hủy nó luôn á. Nếu vậy từ điểm này mình đưa cái hàng này vào hàng rác thôi. Thế vậy số lượng vẫn 100, chấp nhận 100 rồi mà. Nghĩa là số lượng vẫn là 100. Nhưng tại thời điểm bây giờ mình đang nói này, thì kiểm kê kho thì nó cấp mới dụng 10 mặt hàng nó bị lỗi, nói chung là không sử dụng được đi. Thì mình tiến hành việc đưa cái hàng 10 mặt hàng này vào hàng ráp thôi, hàng lỗi, hàng quỷ thôi. Chứ không liên quan kiểm kê kho. Kiểm kê kho mình vẫn điểm là 10 đúng số lượng chứ, nó hợp tình hơn chứ, đúng không? Sau đó mình lấy cái... Rồi, ok, em hiểu rồi. Còn như trường hợp của em thì nó lại có cái này này là
Em biết thì là cái ODU này là khi mà mình kiểm kê là kiểm nó nhập như, tồn tại như, thời điểm của hiện tại đúng không mọi người? Alo, nghe không anh ơi? Mọi người có nghe không hả? Mình không nghe được. Nghe bình thường anh. Dạ, em đang tính hỏi anh là em biết là cái này nó úp tồn, tức là nó úp tại thời tồn tại thời điểm hiện tại, tức là tại thời vào thời điểm mà mình úp ấy. Đấy thì không biết là nếu như mà mình muốn muốn điều chỉnh về quá khứ nó như thế nào, ví dụ như là ngày mùng 1 tháng 12 đi, là kế toán họ đi kiểm kê là mặt hàng A là 100, nhưng mà bây giờ là đến là ngày mùng 4 rồi, thì trong khi đó là nó đã có phát sinh nhập xuất trong cái từ ngày mùng 1 cho đến ngày mùng 4 rồi. Nghe nói gì hết nhỉ? Anh nào nói tiếp đi ạ? Em đang nói tại vì em thấy ấy đấy, là ví dụ như tồn ban đầu là mùng 1 tháng 12 nó là 100, xong đó là phát sinh tăng là 10, giảm là 5, rồi xong hiện tại bây giờ nó đang là 105. Tồn hiện tại nó là 105, nhưng sau này á bên kế toán họ biết rằng là họ nhập cái tồn mà đầu kỳ này nó bị sai này. Đấy thì khi đó thì là mình không biết là mình có thể, ví dụ như là họ phát hiện là tồn đầu kỳ của là mùng 1 tháng 12 nó là 80 chứ không phải 100, thì bây giờ họ có điều chỉnh được là cái tồn của ngày mùng 1 tháng 12 này là 100 thành 80 không anh? Hình như anh thoát ra mất rồi sao? Alo. Dạ. Dạ em bị rớt mạng đó. Sorry mọi người nha. Mọi người nghe rõ chưa ạ? Nghe rồi em. Rồi, dạ thì em xin dạ đúng xin nói lại trường hợp em được của em. Không? Dạ dạ. Tức là theo em biết á, thì là bây giờ nếu mà úp tồn của cái thằng ODU á, tức là mình đang úp tồn tại thời điểm hiện tại, tức là hệ thống nó sẽ ghi nhận tồn tại thời điểm hiện tại đúng không anh? Dạ đúng. À rồi. Thì nếu như mà bây giờ là ngày mùng 1 tháng 12 thì kế toán là họ úp tồn là 100 và tư A là 100. Đấy, nhưng mà bây giờ là phát sinh tăng giảm, là ví dụ như phát sinh tăng là 10, phát sinh giảm là 5. Yeah. Thì bây giờ tồn hiện tại của nó là sẽ là 105 đúng không? Bây giờ cấm mặt hàng A nha, ngày 1 tháng 12 đó đang nhập trôi 100. Yeah, rồi. Đúng rồi. Đến hôm nay đi, tại thời điểm mình đang nói là ngày 4 tháng 12 thì giá sẽ là buôn bán gì đi chứ còn lại 70. Dạ, yeah. Yeah, đúng rồi. Còn lại, bây giờ 70 đây sao anh? Còn lại 70, nhưng mà sau này á, kế toán họ phát hiện được rằng là họ cần điều chỉnh lại cái tồn đầu kỳ của ngày 1 tháng 12 này là bây giờ là chỉ còn có 50 thôi. Thì không biết là mình có cách nào để mình úp được cái tồn quá khứ đúng không anh? À, anh muốn là điều chỉnh lại cái lần đầu tiên của cái... Nhưng mà muốn là điều chỉnh lại là ngày 1 tháng 12 chứ không phải là ngày hiện tại đúng không? Đúng rồi chứ không phải là điều chỉnh tồn hiện tại. Dạ. Hồi nãy mấy anh để ý là nó có một trong cái điều chỉnh kho đó, nó có cái ngày đó. Mọi người có để ý cái ngày đó là cái ngày là mình sẽ chọn được kìa chưa? Theo em biết là cái ngày đó là chỉ là nó ghi nhận rằng là cái ngày nào ấy thôi, chứ mà nó không có điều chỉnh về ngày kia thì phải. Mọi người nhìn được màn hình rồi đúng không? Yeah. Anh muốn điều chỉnh lại cái ngày đó. Bây giờ cái trường hợp này là giả sử bây giờ cái chỗ kiểm kê kho thì giả sử anh cấm một cái số lượng là bị lệch là năm đó, thì anh sẽ làm một cái biên bản kiểm kê kho điều chỉnh lại năm. Lý do là do điều chỉnh cái số dư đầu kỳ thì có ảnh hưởng gì không? Giả sử một cái đơn giản nhất thì được không? Bản chất thì nó không thay đổi đó đúng không? Tại vì thực sự cái lý do của mình là lý do điều chỉnh phù hợp, nó không phải là bị mất đi trong thất thoát trong bán hàng, à, đúng không? À, không biết mà nghe được không ta? Dạ em nghe được anh, mình có nghe được, nhưng mà mình nghĩ là cái việc mà điều chỉnh số lượng kho đó thì nó mang đến cách lịch sử, nó mang đến cách history, có nghĩa là
những cái con số cũ trong cái quá khứ á, thì mà mình không có sửa được, thì tại vì nếu mà mình sửa đó thì nó sẽ mâu thuẫn trong cái suốt cái quá trình từ quá khứ tới hiện tại, thì nó sẽ có những trường hợp nó phát sinh số âm, nên ra cái việc mà mình sửa cái điều chỉnh cái thùng kho, thì mình nghĩ về mặt logic đó nha, về mặt dịch vụ á, thì mình sửa cái số ngày cuối cùng nó sẽ là một cái lịch sử. Không biết là trong cái quản lý thùng kho đó thì tất cả những cái số lượng mình sửa đó thì nó có tích lũy lại thành một cái lịch sử từ khi mà bắt đầu tới hiện tại không nhỉ? Nếu mà có thì mình phải tuân thủ đúng đúng cái đó. Chẳng hạn như hôm nay là mình năm tay đi, thì ngày một tay á, là mình nhập 100, rồi qua tới hôm nay thì mình phát hiện là lúc đó mình nhập á, là đúng ra mình nhập 90 cái thôi, nhưng mà mình không thể nào sửa cái ngày một tay nhập 100 được thành 90, mà mình sửa là cái số tồn kho hiện giờ đó là nó giảm xuống 10 cái để cho nó khớp cái số thực sự. Thì cái đó là cái cách mà lý giải của mình, nhưng mà trong module này thì thế nào? Mình nghĩ là các bạn hồi nãy hỏi thì cũng mình, ý đó. Dạ đúng rồi. Theo bên em hiểu như này, nghĩa là trên module nó có hệ thống chi phối cho mình biết được một cái mặt hàng đó nhập sao, xuất sao, tồn sao, đi ra về đâu, có thể coi được cái lịch sử của cái mặt hàng là được. Còn hiện giờ hệ thống vẫn cho mình coi được cái phần đó. Còn cái thứ hai á, thì thực sự cái đó là thuộc về cái nghiệp vụ thôi, mà mình nghĩ là nên làm cái biên bản điều chỉnh tại cái địa điểm chỉnh, tại vì cái mình cứ điều chỉnh với lý do chính đáng là giữa các bộ phận đồng ý là mình sẽ nhập lại số dư, cái số liệu thôi. Đó còn đi làm điều chỉnh lại cái ngày trước đó thì thực sự cái số liệu nó vô lý, nó không phù hợp chút nào. Đó là cái ý kiến của mình phù hợp giữa cái phần này. Anh ơi, cho em hỏi giờ. Dạ, nghe. Hồi nãy cái phần mà có một số phần em không có thì em hỏi là cũng ý kiến của bạn đó, thì giả sử như trong trường hợp đó nha, là em hỏi thứ nhất hai câu. Là thứ nhất là nếu như mà cái bạn nếu như mà họ cái hệ thống để cho mình nhập số lượng nhập số lượng xuất của một mặt hàng như vậy đi, thì cuối cùng nó có sâu ra tự động sâu ra được là số lượng tồn kho còn lại của nó trong cái đó không? Số lượng tồn lại nó đang coi được cái tồn kho như này là coi được tại tức thời nè. Nó mát vậy đúng không? Như đúng vậy rồi. Thì giả sử trong mình... trường hợp của bạn, các bạn kia bạn nói đi, giả sử như là bây giờ cái ngày hôm đó bạn nhập 100 là nhập sai, thực ra trong đó có 90 rồi, thì bây giờ mình có thể là làm một cái lệnh như kiểu là mình xuất ra, hay là mình tự động mình xuất ra cái 10 hàng ra với giá 0 đồng được không, để mình gọi là làm đẹp cái hệ thống để họ nó đẩy về cái số đúng chất của mình đó. Làm vậy có cách nào làm vậy được đúng không anh? Không, theo mình nghĩ là hệ thống EP là hệ thống nó sẽ ghi nhận lại cái sai cái đúng của mình, và nó lịch sử nó phát triển, chứ còn mình làm cho cái nó đẹp thì nó sẽ không phù hợp với khi mình triển khai cái EP. Về mặt cái đó, theo mình nghĩ là kinh nghiệm mình đó là mình cứ hiện giữa các bộ phận, là tại vì khi mình đưa số dư vô nó phải là giữa các bộ phận là thống nhất, có một bộ phận đó đưa đại số liệu vô không, thì mình đã các bộ phận kia đã chốt được cái số liệu về lý do và kiểm kê gì nó không phù hợp, thì tại thời điểm dụ cuối tháng, dụ hôm nay dụ đầu tháng 11 đi, đầu tháng 12 mình đưa số liệu vô, cuối tháng 12 mình thấy vì lý do đó nó sẽ có những mặt hàng rơi đúng của anh đã nói, thì mình làm cái điều chỉnh là cái số lượng phù hợp thôi. Mình nghĩ là mình làm điều chỉnh là cái số lượng sau cùng á. Dạ đúng rồi, cái ngày là mình giữa các bộ phận mình thống nhất nhau và chọn ngày đó, là mình nghĩ đó. Mình nghĩ là về mặt dịch vụ á, mà thực tế thì về mặt dịch vụ mình cũng làm vậy, có nghĩa là mình ghi số là nhập 100 mà thực sự có 90 thôi, rồi tới ngày hôm nay thì số còn lại là chắc là mình bán hết còn khoảng 20 cái. Yeah. Nhưng mà thực sự nếu mà tính theo tuần tự của xuất kho bán hàng á, thì bây giờ là còn là 30 cái, thì thực tế nhà kho 20 cái, thì lúc đó là mình phải làm một cái gọi trao đổi bên nghiệp vụ, sau đó mình sẽ chốt là giảm xuống 10 cái, còn 20 cái thì lý do là cái gì đó, chắc hẳn lý do là lúc mà nhập kho mình nhập sai số, mình nhập cái số nó sai, nó lệch 10 cái, thì mình ghi rõ cái số sau cùng đó là cái số còn lại là 20, cái số trừ 10 là cái số đó là cái số nhập sai, rồi mình chốt thành cái biên bản mình lưu lại đó, thì về hệ thống thì nó cũng sẽ khớp với lại cái số thực tế là 20 cái, và cái lý do là 10 cái nó bị thất thoát, không phải là thất thoát mà là gì mình nhập vô sai, thì cái đó là một cách gọi là hiệu chỉnh nhà kho. Còn cái trường hợp mà thất thoát hay là bể vỡ rồi hư hỏng á, thì mình có lý do là hư hỏng,
Còn cái trường hợp mà vẫn không tìm lý do, chẳng hạn như là bị đánh cắp hay là cái gì gì đó, thì mỗi mỗi một cái nghiệp vụ thì nó sẽ có một cái quyết định do cái phòng ban họ họ đưa ra, cái sau khi họp đưa ra sau cùng thì mình chốt lý do, mình ghi lại lịch sử thôi. Cái đó thì mình nghĩ về mặt nghiệp vụ thì nó sẽ có những cái bước, nhưng mà cái số điều chỉnh sau cùng á là cái đó quan trọng, thì nó sẽ theo cái tiến trình của thời gian. Có nghĩa là hôm nay thì mình nói là giảm 10, rồi qua tới một tuần sau nữa thì nó lại có trục trặc gì đó thì nó lại giảm 1 hay 2 nữa, không khớp với tổng kho, thì mình cũng tiếp tục làm như vậy đó. Thì suốt một cái quá trình đó thì mình sẽ thấy được là cái số chính xác là như thế nào, rồi lý do làm sao, thì mình nghĩ như vậy nó hợp lý ha. Nói chung về hệ thống để cho phép điều chỉnh, vấn đề là kiểm kê kho này thật sự là khi bị lệch một cái số là nó cũng phải mất thời gian với cái điều chỉnh này kia, nó bị ký tá này kia ai đền, nói chung nhiều thứ lắm. Thực tế bên ngoài nó nhiều thứ, rồi cuối cùng mình chốt cái số đó mình đưa lên hệ thống thôi. Thì mình nghĩ đang quan tâm hệ thống là phần này, còn ở ngoài là tùy theo trách nhiệm thuộc về nhiều người nữa. Ở đây thì mình có một cái hỏi đi sâu về cái nghiệp vụ quản lý kho ở đây, không biết là quản lý kho của Odoo thì nó mạnh là cái mức độ nào, nó chỉ là cái điều chỉnh tổng kho không á, thì nó cũng hơi yếu với cái lĩnh vực ERP. Có nghĩa là khi mình chỉnh kho đó thì mình có lên lịch được hay không, có nghĩa là cái số lượng sản phẩm một vài trăm thì không nói gì, có những cái trung tâm siêu thị thì ít nhất cũng có vài ngàn vài chục ngàn, thì muốn mà kiểm kho thì không phải một ngày sớm một chiều, buổi sáng thì xong, buổi chiều thì xong, thì cái đó là không có. Thì cái việc mà dự định kế hoạch kiểm kho, kiểm ở cái lô cái lọt sản phẩm nào, chẳng hạn mình có 10.000 sản phẩm đi, mình có 10.000 item thì mình chuẩn bị sẽ kiểm kho trong một tuần, thì mình sẽ lên kế hoạch là ở cái tuần này thì bao nhiêu item, tuần này bao nhiêu item, thì mình có lên được cái lịch như vậy không nhỉ? Rồi. Mình lên bằng cái cách là mình kiểm kê, mình chốt cái ngày, ví dụ là hôm nay ngày 4 tháng 12, thì ngày mai thì thực sự trên hệ thống họ vẫn bán bình thường với số lượng, và có cái số lượng này bắt đầu mình kiểm trong một tuần, ví dụ là trong một tuần 2-3 ngày đi mới xong, thì lúc này khi mình nhập lại cái ngày chốt của mình là ngày 4 tháng 12 á. Thì cái ý của mình là trong cái nghiệp vụ của Odoo á, chẳng hạn như bây giờ mình dự định là từ cái item số 1 tới số 100 là mình kiểm hàng, thì lúc đó là mình sẽ xuất một cái danh sách từ item 1 tới 100 là những cái tên sản phẩm gì với lại số lượng bao nhiêu, rồi sau đó mình mới cầm cái danh sách đó mình xuống thực sự xuống nhà kho rồi mình check. Phải không? Thì khi mình check như vậy thì cái nào thiếu cái nào đủ thì mình sẽ ghi cái kết quả thực tế, rồi nếu mà nó bằng nhau thì là ok, cái nào mà nó thiếu thì mình ghi số âm vô, cái nào mà nó dư thì mình ghi số dương vô. Thì cái lịch như vậy á, cái lịch nó đưa ra như vậy á, thì mình có lên được cái lịch, chẳng hạn tuần này là 100 cái, tuần sau là từ 101 tới 200 hay là như thế nào, thì mình có lên nguyên một cái kế hoạch được không? Là giống như là một cái lịch sử á, để tra cái thứ nhất là cái plan, hay là cái lịch sử đã đi kho, giống như hôm nay anh đi kịp không, còn 2 ngày, tuần này đi kịp 2 ngày thì anh chắc trong hệ thống là đã kiểm 2 ngày, mới ở ngày đầu tiên là anh kiểm là dư một cái hay là đủ, giả sử vậy á. Em hiểu. Chị không biết là Odoo mình nó có được cái tính năng là nó phục vụ cho mình được cái nghiệp vụ như vậy không nhỉ? Cái này em tại vì em chẳng ghi nhận cái câu này thì để em coi em test cái phần này, em hiểu ý của anh là nghĩa là anh sẽ lên được, giả sử anh có 1.000 mặt hàng thì anh vì lý do nữa anh lên trong 10 ngày anh kiểm, thì ngày 1 dùng 100, ngày 200 thì nó sẽ có lịch này, và làm sao mà không ảnh hưởng với một phần bán hàng của mình. Vâng, chứ hết là mình không ảnh hưởng một phần bán hàng, cái thứ hai là mình nắm được cái chốt, trình làm của mình á. Cái này để em sẽ ghi nhận cái câu này, cái gì một em sẽ bóp lên cái chuyện đó ra nhá, thì các anh có thể theo coi cái phần này. Quá đời, cảm ơn. Dạ, em cảm ơn anh. Đa số chắc cũng kiểm kê kho cũng có dạng như anh vừa rồi anh nói. Thứ hai nữa là nó sẽ nằm ở cái hỗn nãy giờ là chính là nhiều. Anh ơi, cho em hỏi câu hỏi này nhé. Dạ, nghe ạ. Dạ, nghe.
Cũng liên quan đến kiểm kê kho này, hiện tại em thấy hồi nãy anh có giới thiệu mấy cái phần mà barcode đó, thì hiện tại là cái phần phần kiểm kê này nè, mình có hỗ trợ code quét không, ví dụ như trường hợp em hiểu kê, những cái item như là máy Dell, máy tính laptop hồi nãy á, mình sẽ có những cái serial number, thì thường là cái serial là hệ thống nó cho phép mình do nó có một cái phần barcode mạnh nữa, là nó cho mình anh quét cái kiểm kê kho theo cái mã barcode này, nhập điều chỉnh số lượng thực tế luôn á. Nghĩa là anh vô nhập kho ra, anh lấy mặt hàng ra, anh quét cái mã code nó chạy ra cái số lượng tồn kho hiện hành bao nhiêu, và anh sẽ điều chỉnh, anh điếm bao nhiêu mặt hàng này, nhập số lượng nó vô, thì nó sẽ điều chỉnh đúng cái mặt hàng đó. Cái phần này cho anh, cái phần barcode nó mạnh cái phần này. Ý là mình sẽ quét từng cái, quét được là... đúng không, quét phải mỗi một mặt hàng thực sự máy tính của anh là một cái, nó có một cái mã barcode, em quét cái mã đó chính là tự động lòi ra được cho anh là cái mặt hàng đó là tồn bao nhiêu. Nó có cái phần kiểm kê kho bằng barcode luôn, nó có ý ý em ở đây là mình sẽ quét theo từng mã luôn á. Ừ đúng không, từng mã một luôn á, từng cái laptop một luôn á anh, ý em là như vậy á. Tại vì cái laptop không phải là mình quét theo một cái item lớn rồi để mình biết chi tiết trong tồn kho của nó còn bao nhiêu, còn ý em đang là họ muốn kiểm kê từng mặt hàng chi tiết một luôn á. Tại vì khi anh quét cái mã barcode đó thì nó sẽ cho anh mà cái CO của nó, mỗi một máy nó chỉ có một CO duy nhất mà, thì lúc này nó sẽ biết được cái mặt hàng đang tồn hay không, anh quét bằng cái mã CO mà. Không, tức là em hiểu ý anh này, tức là như kiểu là công ty đôi khi họ nhập một lô như vậy á, thì là họ muốn loại lô đó là bao nhiêu cái, ví dụ lô đó 10 cái 200 cái đi, thì họ muốn kiểm là cái lô đó có tồn bao nhiêu, ý ảnh này vậy á. Đúng không ta? Tại vì ở trong này nó sẽ kiểm kê theo lô á, thì ở trong này khi lô á, thì thực sự lô nó sẽ kiểm kê cho mình, nó biết được mỗi một cái lô này hiện giờ đang tồn bao nhiêu, và đã chi phối cho mình được cái lịch sử, ừ cái này đã đi ra, ra đi vô. Nó dựa vào cái mã lô hay là đúng không? Cái number. Nó có được cái lô, tại vì hồi nãy mình đang hiểu của anh kia là kiểm kê theo cái mã CO của mặt hàng, còn nếu anh nói sau này kiểm theo lô thì nó cho mình theo cái lô này, nó sẽ biết được từng cái lô được, cái lô này đang tồn được số lượng bao nhiêu rồi. Đúng rồi, nó cho mình sẽ nói là bao nhiêu. Mình quét map 111 với lại serial number với lại cái mã barcode của thực tế của item á, ý em đang hỏi như vậy. Thường những nếu liên quan CO nói là nên quét cái mã CO, chứ còn cái bạc có thì cái bạc có thì có thể có nhiều mã, tức là mình kêu cái máy tính, ví dụ laptop Dell 1, 2, 3, 4 thực sự nó 5 máy, nhưng mà mỗi một cái máy nó có một cái CO khác nhau thì chỉ có một cái mã duy nhất thôi. Thì em hỏi là cái bạc code nó mình có quét cái CDI nó được không? Để mình kiểm kê trên Odoo à? Chắc được, cái mã của nó là được, nó là một cái mã. Nhưng mà ý là nó có hỗ trợ là mình quét bằng barcode và mình sẽ tích hợp vô đây để mình mạch định hệ thống này, nó cho mình quét trên mã barcode luôn rồi, mạch định luôn. Anh chỉ cần những cái máy nó có đó, có cái máy quét đó, hay mà quét trên điện thoại, cái thằng 15 này cho mình quét trên điện thoại luôn á. Nó có cái app, có cái app. Đúng rồi. Cài trên cái app luôn. Nó lấy cái camera của mình là cái mã quét á, quét trên đó trực tiếp luôn. Tức là mình là cài cái phần mềm, cái app tên là Odoo luôn hả? Đúng rồi, anh lên app store cài tải mà. Anh đi tạo cái nguyên này, app nó tải nhập cái view trình giống như máy tính là các app cho anh cái đó. Odoo 15 là được đó. Dạ rồi, cảm ơn. Anh lên cái app tên như Odoo anh tìm anh tải thành biết. Cảm ơn anh. Dạ. Cảm ơn. Chắc cái phần đó là nó có cái phần kiểm kê kho bằng cái quét cái mã đó, thì mọi người chứ test cái đại gì trên nó tắt được cái, nó tích hợp được trên di động của mình nên mình quét nó nhanh lắm. Đại vì trong này nó có cái phần đó, mình không có nói được cái chỗ này, cái barcode nó cho mình quét kiểm kê kho này đó, tức là mình nó sẽ dựa vào cái số serial number mình nhập lên hệ thống này đúng không anh, lúc mà mình nhập hàng. Thường mình sẽ quét mình này là cái barcode là nhiều, thì anh đi test thử cái CO đó, nó nhận cho mình cái phần này. Nói chung nó có thì mình sẽ test này, nó có sẵn rồi. Tồn kho an toàn.
Anh ơi xin lỗi anh, tiện thể đang nói vụ barcode đó, là trên đây nó có phần kho mình có hỗ trợ in ra mấy cái nhãn barcode gì không anh? Dạ có mà, có. Ừ, nãy ở đâu có. Trong để ấy luôn cho mọi người nó dễ. À, in nguyên tem là cái mã cho anh hết này là anh cắm cái mã barcode là nói chung là nó đang hỗ trợ barcode ở cho phép này, tại vì nó hỗ trợ cái barcode thành địa điểm luôn mà. Nếu còn sản phẩm này nó có rồi, còn trong sản phẩm thực sự nó cũng có cho mình cái này là mình không đợi. Mình có được thiết kế không anh? Tại nãy em thấy là chỉ có mấy cái tiêu chí chọn thôi. Thì đây sẽ thiết kế theo cái tiêu chí ABC là mình phải viết thêm để ra một in thêm một cái mình mong muốn thôi. Còn nó sẽ chuẩn, nó chỉ những cái field nó mong muốn đưa ra thôi. Dạ rồi. Dạ. Tại tem mà mỗi người, mỗi đơn vị nó khác nhau. Rồi, bây giờ mình sẽ nói về cái tồn kho an toàn. Mình sẽ kiếm một cái mặt hàng là để khỏi bị đụng, bởi vì ví dụ nhiều. Sản phẩm. Rồi, thì cái tồn kho an toàn ở trong này nó sẽ giới thiệu cho mình cái kho rule này. Nó cho phép mình mỗi một cái vị trí kho nó sẽ là cái số lượng min tối thiểu bao nhiêu, max số lượng bao nhiêu. Ví dụ mình cho 30 đây. Bội số của nó mình đang mặc định là 1. Nghĩa là giả sử trong kho mình khi nó là dưới cái mức này thì tự động nó sẽ làm cho mình một cái đề nghị mua hàng, mua cái đủ cái số lượng này. Mọi người chạy coi như này. Hiện bây giờ mình đang lấy cái mặt hàng là bình ga, cái số lượng tối thiểu là 5, cái số lượng max là 30. Rồi bây giờ mình sẽ có là mình cập nhật cái số lượng. Bây giờ cái tồn kho mình cho này là 23 đây. Rồi mình cho cái số lượng ra là 2, mình giả sử. Rồi bây giờ mọi người để ý, bây giờ cái số lượng đang là pin mình 5, max mình 30. Cái tồn kho on hand đâu rồi? Chưa up rồi. Rồi cái on hand của mình là 2. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình bán một cái số lượng là 10. Thì mình coi hệ thống mình sinh ra như thế nào nha. Mình ra bình ra, ví dụ mình bán số lượng là 10, giá cho mình cho 100 đồng. Mình sẽ trở về đã. Bây giờ khi hệ thống nó sẽ ra cho mình, nếu mình bán 10 thì nó sẽ tính như sau. Nghĩa là cái nhu cầu tồn kho thực tế mình có 2 mà mình bán 10, nghĩa là mình đang thiếu 8. Thiếu 8 là hiện giờ mình sẽ có một cái max của mình đang tồn là có thể max là 30, đúng không? Thì có phải là mình đang là thiếu 38 không? Thì hệ thống nó sinh ra mình một cái đề nghị mua hàng, sẽ nhập một cái mặt hàng là 38 mặt hàng bình ga vô cho mình. Nha. Rồi, bây giờ mình sẽ làm cho mọi người nó. Thì mình sẽ confirm một cái SO này. Rồi, bây giờ mình qua bên cái bộ phận mua hàng. Mình sẽ chạy cái phần là cái phần kho nãy mình có nói là gì, chạy cái gì? Cái phần này. Rồi, nó chạy cái lịch là gì dâm nè, tức tắc thì nó chạy cái lịch phần này. Thì lúc này hệ thống nó sẽ gì refresh cho mình, nó sẽ gửi cho mình là gì? Làm một cái đề nghị mua là 38 mặt hàng. Bình ga đúng không? Để mình coi lại đúng không? Bình ga 10, 39,
mình ra số lượng là 8, anh này là gì? À, 50, mát 30, rồi. Phát cáp, ngày 12. Rồi, và cái này là mình chưa có đưa cái nhà cung cấp vô, mình ép một nhà cung cấp vô. Ví dụ là chị Thi. Rồi, giá mình cho giá này là 100, thì cho này là 60 đi. Giá mua 60. Mình sẽ chạy lại cái phần gì? Phần này. Đây là thiết lập hệ thống giấy tờ, là nó sẽ tạo ra một cái đơn nghị mua hàng. Nó sẽ lái từ nhà cung cấp, là mình sẽ đưa ra, là mình sẽ gì? Chọn cho mình. Đây. À, mình sẽ những cái rác này. Nó sẽ đề xuất cho mình là một cái PO. Và đề nghị đó sẽ mua cho mình cái số lượng 38. Mục đích của nó là phục vụ cho mình một cái sale, một cái đơn hàng. Đó là cái số lượng 38 này. Và cái giá này đó đưa là do mình thiết lập mỗi một cái mặt hàng này này. Mình sẽ nhập từ nhà cung cấp màu và cái giá bao nhiêu. Và cái gọi là cái hay của này đã trả quý cho mình được cái tổng thao tối thiểu tối đa để làm cái đề xuất cho mình. Trong trường hợp cái đề xuất này mình có thể điều chỉnh lại cái số lượng nha. À, cái đề xuất này trong cái đề xuất này nó chỉ là một cái đề nghị mua hàng mà mình điều chỉnh là cái số lượng này. Đây không phải là mình để luôn là xác nhận cái PO này và cái phần tồn kho của cái phần này. Tồn kho an toàn. Tức là cái này là mình cái đề xuất này mình có thể chỉnh sửa được đúng không anh? Và mình đúng rồi, mình phải chỉnh sửa. Đấy lại nó chỉ là đề xuất thôi chứ không phải mình bắt buộc phải mua đúng con số này. Đây chỉ là mới một cái đề nghị thôi nha. Tức là mình cứ set up cái việc mà giả sử như là nó như là mình như nói là mình ở hàng mình đang dưới mức tồn kho min á thì à, đúng rồi. Nó sẽ set up cái này tự động đúng không? Đúng rồi. Dạ đúng. À, chị nhá, một bạn mua hàng căn cứ vào đó nên làm cái đề xuất mua thì tùy theo cái số lượng nguyên gom như nào đó. Thì gái là cái phần của hệ thống. Nó sẽ đề xuất cho mình là cái số lượng để bù đến cái map này. Nghĩ là mình đang ví dụ vào cái vendor này là mình nhập hay là có sẵn hay là nó tự đề xuất theo cái dạ cái nào cái gì có sẵn cái vendor, cái tên vendor này à, tại vì mỗi một mặt hàng mình phải biết mình mua từ ai chứ mình sẽ tạo ra một cái PO đề nghị để biết là chọn nhà cung cấp nào và cái giá bao nhiêu mình phải nắm được hết này về một phần mua hàng phải nắm được hết á biết cái mặt... tức là cái này nó tức là cái này là em hiểu, tức là khi mà mình có cái này xong thì nó cái hệ thống nó sẽ gửi tin cho gọi là messenger để cho đến cái anh bạn đúng rồi mình biết là sẽ cắm một cái đúng không đó đúng không rồi anh sẽ cái này là bạn chia sinh sẽ nhập đúng không anh đúng rồi cái bị đa số cái anh nói là cái phần này hay là cái này cái phần mà đề xuất này vendor rồi currency à, đúng rồi liên quan bộ mà mua hàng mà nhất chứ liên quan ai mua hàng với vô xử lý. Yeah, okay. À, cái này cho mình hỏi thêm là nếu mà có nhiều nhà cung cấp trong một sản phẩm thì mình có lên động được chỗ này không nhỉ? Dạ mình có thể mình chọn được nhiều nhà cung cấp á, nhưng mà vấn đề là phụ thuộc vào cái giá giữa cái nhiều thứ để mình, cuối cùng mình chọn cái nhà cung cấp nào. À, ý của mình là một sản phẩm chẳng hạn nên bây giờ mình có ba nhà cung cấp thì tất nhiên là những nhà cung cấp đó thì sẽ có những cái giá khác nhau. Yeah. Khi đó thì cái tính năng của Odoo thì nó sẽ đưa ra đề xuất trong từng cái nhà cung cấp hay là nó chọn hay là nó có cái gì thêm trong chỗ này không nhỉ? Nó có chọn nó sẽ chọn thứ nhất là cái thời nhận lý tham giao hàng về cái giá về cái số lượng và anh sẽ sắp xếp vị trí đề nghị mình nên đề nghị từ trên dưới là anh nào ưu tiên cái ông A sau đến anh B đến anh C thì nó sẽ ra cái đề nghị cho mình. Sau cái đề nghị dạ đúng không thì sau cái đề nghị đó rồi anh cứ căn đón này kia đã mới xác định được chọn nhập mắt nào với trường hợp này rồi mình sẽ số lượng bao nhiêu và cái giá phù hợp thì anh sẽ add được nhiều nhà cung cấp một mặt hàng ví dụ này nói chung đây là cái số liệu mình với thực tế thì nó sẽ có cho mình sẽ chọn chứ không phải không có nó phụ thuộc vào liên tham đi giao hàng nữa nó nhiều thứ. Đây trường hợp này. Vâng rồi. À, nhưng xin lỗi mình mở rộng tí xíu cái
cái chức năng gọi là bảo an xuất tồn kho đó, nghĩa là bảo đảm sự an toàn về xuất tồn kho đó, thì ngoài cái chức năng mà mình định nghĩa là cái max với là cái minimum với là cái maximum này á, thì nó còn có cái chức năng nào khác để mà nó tính được cho mình, chẳng hạn như một cái sản phẩm nào đó trong cái quá khứ 3 tháng đi, cái số lượng mà nó xuất ra là cái lượng tổng số cái lượng như thế này, thì Udo nó có dự đoán được là trong thời gian 3 tháng sắp tới á, thì cái gọi là cái việc mà bán hàng ra nó cũng khoảng đại khái số lượng như thế này, thì nó có đưa ra được cái đề xuất là mình nên nhập hàng sớm, thì tại vì mỗi lần mà cái thời điểm nhập hàng mua thêm hàng á mà nó lệch nhau á, thì đơn giá với lại cái gọi là cái sự hàng hiếm á, cái gọi là hút hàng á, thì để tránh cái đó thì bình thường người ta tính kế hoạch là 3 tháng chứ không phải là cứ mỗi tháng hay là tức thời. Thì bên Odoo thì cái vấn đề bảo an cái sau tồn kho đó thì nó có thêm cái chức năng nào khác ngoài cái chức năng mà thì kiểm tra cái định mức nhỏ nhất và cao nhất không ạ? Thường nó có một cái ở trong Odoo nó có cái MVS, thì nghĩa là nó sẽ định cho anh được cái chính sách kê bán hàng của anh, ví dụ là kế hoạch từ tháng 1 mỗi mặt hàng A, ví dụ mặt hàng bình ga này anh sẽ bán 100 thùng, mặt hàng mà ở tháng 2 thì nó là 120 thùng, ở tháng thứ 3 nó sẽ là 150 thùng, thì nó sẽ đưa lên được cái phát cá cho anh là cái số lượng mà anh sẽ dự trù bán từ cái kế hoạch. Alo, anh nghe rồi. Vâng, mình đang nghe. Ừ, anh sẽ lên được cái kế hoạch cho anh bán hàng, từ cái kế hoạch bán hàng thì nó đi tính cho anh là cái số lượng đơn vị anh sẽ cần để anh sẽ mua hàng, anh nhập để đáp ứng được cái nhu cầu của anh. Ví dụ trong cái tháng 1 của anh cần 100 cái, thì khi nó chạy thì nó sẽ chạy đến, ví dụ đề xuất đến ngày 31, ngày trước của tháng đó, một ngày cuối cùng của tháng đó đề xuất lên là số lượng anh sẽ cần phải có để anh chuẩn bị ra bán cho tháng 1. Tương tự cái kế hoạch bán ra cái tháng 2 của anh dùng 120 thùng, thì nó sẽ lên cái đơn chuẩn bị anh là khoảng gần cuối tháng 1, nó lên cho anh là cái đơn người anh sẽ nhập kho để mua hàng là cái số lượng như đó. Sau đó thực tế thì tùy theo hoạt động bán hàng đó là mới là lý thuyết thôi, thì thực tế thì anh sẽ điều chỉnh cái số lượng cho phù hợp và anh sẽ đặt mua từ nhà cung cấp. Còn những con số ví dụ hồi nãy em ví dụ là 5-30 đó là do làm sao mình có là 5, tức là nói mình lý thuyết thôi, tức là em nhập 5-30 nhưng mà con số 5 ở đâu mà có, con số 30 ở đâu mà có, căn cứ vào cơ sở nào mà mình nhập hai con số này. Thì đa số này là thuộc về cái bên bộ phận mua hàng và kế hoạch bán hàng, mình chỉ dự trù được ở cái mặt hàng trong cái thời điểm này thì cái tồn tối thiểu bao nhiêu, trong cái mùa cao điểm thì cái tồn tối thiểu sẽ bao nhiêu, đó là về cái giống như là cái kinh nghiệm bán của bên mình để mình điều chỉnh được cái con số 5 và con số 30. Như vậy thì cái cơ sở mà để Udo có thể đưa ra cái khuyến khích là nên mua bao nhiêu á, có nghĩa là những cái đề xuất không, cái năm đó là thông thường kinh nghiệm của mình, nên nó không có tính ra được con số 5 hay 30 đâu, mình căn cứ vào cái hệ thống là mình coi cái nhu cầu bán hàng mình phân tích ra. Mọi người nghe rõ không? Mình nghe không được, hình như nó bị em cũng nghe không được, em sợ là do mạng em. Nó nghe rõ chưa? Rồi được. Bây giờ anh ý hỏi là ý cái của anh hồi nãy, em tiếp lời thêm là ý là như kiểu là khi mà cái việc mà tồn kho thì mình có thể nhập con số tùy biến trong hệ thống của Odoo, và ở đó là mình số bán nó như mà mình bán gần hết cái số đó hay là chạm mốc gì đó thì nó sẽ tự động thông báo cho mình, cũng làm cái đề xuất giống như là cái việc mà chạm mốc min nước mắt tồn kho hả? Đúng rồi. Dưới cái mức nó tự động nó sẽ đề xuất cho anh. Okay. Cái anh trước nói là chỉ xây dựng được hai con số này mới hơi khó thôi. Vậy thì cái ý của mình đó là ngoài cái cơ sở mà mình chốt được hai cái con số này á, thì nó Odoo nó có dựa vào một số cái lịch sử bán hàng á, nó có đưa được cái đề xuất nào khác hay không á? Dạ, cái đó thường mình dạy căn cứ vào lịch sử của hệ thống mà mình phân tích ra thôi.
À, cái đó thì mình phải làm thủ công thấy gì không? Dạ đúng rồi, gọi cho anh căn cứ, gọi tạm thời dùng thủ công đi để em tính toán nó ra rồi anh mới đi vô. Rồi, cảm ơn. Dạ. Chắc buổi hôm nay đến này cũng hơi lố giờ, 10 giờ năm rồi. Chắc cũng đến đây là kết thúc, thì những cái câu hỏi cho bọn em cũng đã nhận được ra, thì cái gì bọn em sẽ bóp lên cái diễn đàn nói như, những cái câu hỏi là bọn em chưa trả lời được, thì cũng cảm ơn nhất là chắc là đến nay mình kết thúc, thì cũng cảm ơn các anh chị đã dành cái thời gian tham gia cái buổi training cái phần này, thì không biết cái lần sau, cái tuần sau bên mình buổi thực hành và vấn đề, tại vì mình tái ra đa số mọi người thực hành là ít người tạo đúng không ạ? Tại vì theo cái kế hoạch mình là thực hành này, mình sợ là mọi người thường không thực hành. Mà để mình hỏi cái bên mình nên đi theo cái buổi kế toán hay cái sản xuất này, nó thực hành thì nghĩ để một buổi mọi người thực hành này như thế nào? Theo mọi người ra sao? Tại vì vừa rồi là mình mới xong cái buổi 4 này mà các anh chị. Dạ có thực hành thì phải nắm được bài á. Chắc các thực hành nghĩa á. Dạ. Chắc anh nghĩa ra đề tụi em làm ý vô nè. Ông nghĩa là thực hành mọi người chứ nói là đưa ra mọi người muốn làm một buổi thực hành mọi người làm trên máy hay là mọi người như thế nào, bởi vì đây là buổi mình chia sẻ mà. Mọi người để chứ đưa lý do ý kiến nào mà một cùng nhau mà mình mọi người thực hành gì mọi người có thể tự tạo những cái app được chưa, là mọi người hổng giờ mọi người có thực hành nào. Để hôm sau mình đến cái buổi này thì mọi người sẽ có cái kế hoạch làm nó sẽ hay hơn. Mọi người ý mọi người như thế nào ạ? À? Vẫn thực hành nha mọi người. Đó. Hay mình học luôn đi rồi để mai mốt gom hai buổi thực hành 7 với 8 thực hành luôn được không anh? Cho nó liên tù tì luôn. Học luôn kế toán liên tù tì rồi thực hành liên tù tì luôn ạ. Dạ cái này để anh em cũng nói lại ban tổ chức mình cũng không có quyết được cái phần này nha các anh chị. Thôi chắc buổi tối hôm nay cũng trễ rồi, chắc chút vâng vâng mình có cơ hội thêm để mà thực hành đó, thì mình phải cài đặt môi trường á. Hiện giờ thì cái nền mà nhóm mình đang học là cái nền Odoo mấy nhỉ? Dạ hiện giờ mình đang cài trên hệ thống Odoo 15 á. Odoo đó đang cho mình dùng thử lên 15 á. Trong các bạn có bạn nào kinh nghiệm là mình nâng cấp từ 14 đến 15 được không nhỉ? Hôm trước mình có cài 14 rồi. Bây giờ nếu mà 15 thì phải bỏ. Không, anh cũng không cần đâu anh nếu thực hành 14 gì đa số giống nhau đó, cũng không ảnh hưởng nhiều đâu. Nghiệp vụ mình cũng không ảnh hưởng bao nhiêu hết. Dạ, nên cứ dùng 14 không sao đâu á. Rồi cảm ơn. Dạ. Nghĩa ơi, em nói cái này cái phần thực hành á, em nghĩ mình bên anh á mình sẽ ra một cái đề bài cho từng cái phân hệ vậy đó, rồi anh sau đó mai mốt tính phần thực hành á, anh share cho mọi người cái file đó, xong để mọi người cùng làm, hay là trước cái buổi mà buổi thứ sáu chẳng hạn đi, ví dụ như em đẩy qua cái buổi thực hành là buổi thứ bảy và buổi thứ tám ha, thì đến buổi thứ sáu cái anh gửi bài tập buổi thứ bảy đó, rồi mọi người có thể nghiên cứu tìm hiểu gì đó, làm theo cái bài tập theo cái dàn khung, ví dụ như có thể tạo những cái item như vậy như vậy, rồi làm mua hàng bán hàng như thế nào, để mọi người cái gì vướng á thì buổi thứ bảy mình sẽ trả lời, thì em nghĩ cái đó sẽ hiệu quả hơn. Rồi bây giờ mà mình nói chung chung vậy thì mạnh người đầu đó kiểu tạo á, thì sẽ hơi ok. Em hiểu. Để cái gì mình báo về cái ban tổ chức sẽ nhận yêu cầu và sẽ tiếp cái gì thông báo lại trên kênh cho mọi người biết nha. Rồi em cảm ơn. Dạ. Chắc cái buổi hôm nay cũng hết giờ. Chắc chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ nha. Cuối tuần bên người thân mình. Rồi. Chào anh, cảm ơn. Dạ. Cảm ơn anh. Dạ, chào mọi người nha. Cảm ơn anh. Dạ. Cảm ơn. Chào mọi người. Anh chào.